Tô tiểu thư chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin cô hãy chuẩn bị tinh thần. Ông nội, ông nhất định không được bỏ lại cháu một mình. Alo, xê đình, đã điều tra thuốc hoạt huyết tim của lão gia bị đánh cháo rồi, chắc là chú của chị làm. Tôi biết rồi. Chú ý bọn họ cho tôi. Ông nội ông yên tâm. Cháu sẽ không tha cho bọn họ đâu. Lệnh tôn, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin anh hãy nén đau thương. Tội lỗi mà ông đã gây ra với mẹ tôi vẫn chưa chụp đủ. Sao có thể chết chứ? Alo, chị Linh, người bọn họ muốn giết là chị. Chị mau ném điện thoại đi, bọn chúng đã cài định vị trên điện thoại của chị. Chị Linh, chị bị sao vậy? Bọn chúng đã đụng vào phanh xe của tôi. cứ tôi cứ tôi tôi <laughs> anh cần ngôn anh cần ngôn anh cần ngôn ra ngoài cho tôi người phụ nữ này là ai sao cô ta lại ở trong nhà anh cô là ai tôi là ai cô không biết xấu hổ à giường <laughs> của anh là nơi mà loại phụ nữ như cô có thể làm sao xuống ngay cho tôi lục cần ngôn vậy nên cô đến đây để dạy dỗ tôi à tang lễ của bố ruột mà con trai không tham gia hóa ra là đang ở đây làm sằng làm bậy với con đàn bà này làm sằng làm bậy là thế này à cô ai cho bà lục cần này ngôn tuy tôi là mẹ kế của cậu nhưng bố cậu không còn nữa. Lục gia này lời tôi nói mới có tác dụng. Tăng lễ của bố ruột mà con trai không xuất hiện. Cậu cũng biết làm mất mặt lục gia đấy. Hôm nay cậu bắt buộc phải vào linh đường quỳ ở đó cho tôi. Nếu không phải bố cậu chỉ có một mình cậu là con trai, thì tôi cũng không muốn để tâm đến cậu đâu. Ồ, hóa ra là do bà không sinh được con trai, nên mới đến ép con trai của người khác. Bà chỉ là mẹ kế, vô sỉ quá đấy. Cô nói một lần nữa cho tôi nghe, chồng ơi, ném hai cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài cho em, cô gọi ai là chồng vậy? Còn dám đánh tôi, đồ vô sỉ. Cô là cái thá gì chứ? Cút, dì Vân. Lục Cẩn Ngôn. Cậu đừng tưởng rằng cậu tùy tiện tìm một người phụ nữ thì có thể kế thừa Lục thị. Nằm mơ. Cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra, tôi sẽ xem xem. Cậu làm cách nào để thuyết phục tôi ủng hộ làm chủ tịch tập đoàn? Chúng ta đi. Lục Tổng, điện thoại của luật sư. Lục Tổng, lệnh tôn, biết anh sẽ không chấp nhận tài sản của ông ấy nên đã để lại di trúc. Tất cả cổ phần được tặng lại cho vợ tương lai của anh. Một cách vô điều kiện. Lục Hạo Thiên, ông cho rằng chết rồi là có thể trục tội sao? Ông cho rằng ông để lại di trúc. Thì tôi sẽ giúp ông bảo vệ Lục Thị sao? Nằm mơ đi, tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ tôi. Lục Tổng, nếu trên di chúc đã ghi rõ, sau khi anh kết hôn mới được thừa kế 30% hơn nữa, anh cũng mới đưa một người phụ nữ lạ mặt chi bằng tương kế tự kế. Dù sao thì cô ấy cũng bị mất trí nhớ rồi. Tôi thấy gần đây cậu hơi nhiều lời đấy. Anh từng dạy tôi, có những lúc khi làm việc cần phải dựa theo tình thế ở bên cạnh anh. Ngoài tiểu thư Hạ Nhược An cùng anh lớn lên từ nhỏ ra, thì anh tìm đâu ra được. Một người khác giới có thể tin tưởng là anh cứu cô ấy. Hơn nữa cô ấy đã mất trí, cũng rất xinh đẹp, nhìn rất sạch sẽ. Tôi cảm thấy chuyện này. giúp cuộc đây là đâu chứ? mình là ai? cô giúp cuộc là ai? không phải anh nói anh là chồng của tôi sao? tôi không phải là chồng của cô. tiểu thư, cô không nhớ một chút gì sao? ngày mưa tối ba ngày hôm trước đã xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, là lục tổng của chúng tôi cứu cô. ba ngày trước. Trên người không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh thân phận. Đến điện thoại cũng không có. Tôi bởi vì tai nạn xe nên mất trí nhớ. Tôi giúp cuộc là ai? Bắt đầu từ hôm nay. Cô tên là Tô Nam Tinh. Năm nay 25 tuổi. Là vợ trên danh nghĩa của tôi. Vợ trên danh nghĩa. Không phải, tôi còn không biết tôi là ai. Sao tôi lại trở thành vợ của anh được? Vừa rồi ở trong phòng gọi chồng ơi. Không phải gọi rất tự nhiên sao? Giữa chúng ta chỉ là hợp tác. Sau khi kết thúc hợp tác thì sẽ trả tự do cho cô. Vậy nếu như đã kết hôn thì sao? Tiểu thư, nếu như vậy thì chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát trong trường hợp của cô không loại trừ khả năng cô không có hộ khẩu hoặc vượt biên, bao gồm chi phí y tế tổng cộng là 28 vạn, cũng cần cô phải chi trả. Hợp tác cùng tôi sẽ không phải trả tất cả khoản chi phí này. Hơn nữa, sau khi xong việc, tôi sẽ trả thêm cho cô tiền thù lao. thì lao à bao nhiêu tiền để đổi một cuộc hôn nhân cô muốn bao nhiêu tiền cô nói giá đi tuy rằng tôi không còn nhớ gì cũng không có khái niệm gì về tiền bạc nhưng nội tâm tôi đang mách bảo tiền bạc không thể đổi lấy hôn nhân được thật ngại quá tôi không thể hợp tác cùng với anh được các anh báo cảnh sát đi nếu như tôi nói tôi có thể điều tra ra thân phận của cô anh có ý gì tôi có thể điều tra ra thân phận của cô khôi phục lại trí nhớ cho cô cho cô điều trị tốt nhất chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không cần phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào không cần diễn trong bao lâu một năm được trong một năm tất cả chi phí chi tiêu đều do anh chi trả hợp đồng bắt đầu từ hôm nay ký đi ký cho cẩn thận làm hợp đồng đi phu nhân cô có vừa ý không cũng tạm thôi không được ấm áp lục tổng không thích náo nhiệt tất cả đều do tôi sắp xếp vậy anh cũng vất vả đấy lục tổng vừa nhìn đã biết rất khó gần tôi khó gần sao à không có không có ý tôi nói là anh cũng được lắm đưa cô ấy đi chuẩn bị một chút ngày mai có một buổi đấu giá trang sức ngày mai nhưng cuộc họp cổ đông hử à tôi sẽ lập tức cho người mang đồ qua mình tên là tô nam tinh sao mình lại cảm thấy xa lạ đến như vậy nhỉ mình tại sao lại bị tai nạn xe tô nam tinh tô nam tinh Tôi bị sao thế này, bác sĩ gia đình đã đến khám rồi, nói cô bị căng thẳng. Hôm qua ở trong nhà tắm cô làm gì? Căng thẳng nước vừa rơi xuống thì tôi liền không thể cử động được. Nước hôm xảy ra tai nạn cũng là ngày mưa. Cô còn nhớ không hả? Không sao. Không nhớ ra thì cũng không sao. Tôi sẽ tìm giúp cô. Cảm ơn anh. Chỉ là giao dịch. Không cần phải cảm ơn không được. Anh cứu tôi một mạng đây là tôi nợ anh. Để báo đáp anh, tôi phải diễn tốt vai diễn vợ của anh mới được. Được, vậy cô dậy chuẩn bị một chút, cùng đi đến buổi đấu giá. Ừ. Điều tra tại hiện trường vụ tai nạn xe thế nào rồi? Chuyện này rất kỳ lạ. Hiện trường tai nạn xe được thu dọn rất sạch sẽ. Camera xung quanh không kiểm tra được vì hôm đó bị mất điện. Hơn nữa, chiếc xe bị đâm cũng được coi như xe bị phế mang đi xử lý chuyện này trùng hợp như thế sao ý của anh là cô ấy được điều đến sắp xếp ở bên cạnh anh sao hai người đang nói chuyện gì vậy chọn chiếc này đi hợp với quần áo của anh tránh gì chứ hôm qua ở trong phòng tắm thứ không nên nhìn nên nhìn đều đã nhìn thấy hết rồi đó là tôi đang cứu cô nhưng anh cũng đã nhìn rồi vậy mà cô biết làm việc này bây giờ tôi tin cô đã từng kết hôn rồi nói không chừng trước đây tôi là một nhà thiết kế anh cần ngôn sao anh lại đến đây không phải hôm nay lục thị mở cuộc họp hội đồng quản trị sao cô đến buổi đấu giá để làm gì em là nhà thiết kế trang sức mà đương nhiên phải đến xem có gì đáng để sưu tầm không chứ anh cần ngôn hôm nay em vẫn chưa có bạn đi cùng đâu Hạ Tiểu Thư ăn mặc như này để đi nhảy hà. Tô Nam Tinh, anh cần ngôn sao anh lại đưa cô ta tới đây? Hôm nay đến đây đều là hàng môn, cũng không sợ làm mất mặt anh ấy. Một người con gái chưa có chồng, giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo chồng của người khác, thì cô không cảm thấy mất mặt cô nói ai là chồng của cô. Nhược An, sau này gọi là chị dâu, chị dâu. Hai người, anh cần ngôn chờ em với. Anh Cẩn Ngôn, người ta không cử động được nữa, tôi lên trước. Hai người nói chuyện đi, anh Cẩn Ngôn đau quá. Đấu với tôi ư, anh Cẩn Ngôn. Anh ôm người ta tới đó có được không? Tôi đi tìm xe lăn cho cô. Xe lăn gì chứ? Người ta không muốn ngồi xe lăn. Anh Cẩn Ngôn. Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt ở đây. Vui lòng đưa ra bộ sưu tập đầu tiên của chúng tôi đến từ hãng trang sức Evan, bộ dây chuyền sưu tầm. Giá khởi điểm 50 triệu. Hạ tiểu thư cách cô xuất hiện thực sự rất đặc biệt. Bộ sưu tập thứ hai của chúng ta tên là Tước Linh, sợi dây chuyền này nó được làm từ 24 viên ngọc lục bảo. Có sắc thái khác nhau, đây là quà 18 tuổi của bố và mẹ cháu tặng cho cháu. Bọn họ đều giống với cháu. Rất có thiên phú. Từ ngày cháu bắt đầu được sinh ra thì bọn họ đã thiết kế xong món quà này. Tuy rằng, bọn họ không được chứng kiến cháu trưởng thành, nhưng tình yêu của bọn họ đối với cháu luôn đi theo cháu. Giá khởi điểm 10 triệu. Đúng là thứ nhà quê, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà kích động đến như vậy, cũng không sợ làm mất mặt anh cần ngôn. Ông nội, không lẽ đây chính là những mảnh ký ức của mình sao? Chồng ơi, em muốn có sợi dây chuyền này, Tô Nam Tinh, cô cho rằng cô đang mua đồ vì hay sao? Cô muốn có, cô mua nổi không? Đồ nhà quê, đây không phải là ngọc lục bảo bình thường. Những viên ngọc này đều được khai thác thì mỏ quạng mục một... tả. một viên đều có giá rất cao. Mỏ quạng mục tả? Mỏ quạng mục tả đã dừng sản xuất rất lâu rồi. Đồ nhà quê Tô Nam Tinh này làm sao mà biết được nhỉ? 30 triệu, thứ này thật sự sẽ kiếm lời. Anh hãy tin tôi đi. Nói cho tôi biết mục đích thật sự của cô. 50 triệu, 60 triệu. Tôi xem ai dám giành với tôi còn không nói sự thật được, tôi nói. Thật ra tôi đã nhớ ra một số chuyện, 70 triệu. 70 triệu, đám người này điên rồi sao? 8, 80 triệu. 80 triệu lần một. 80 triệu lần hai. Có ai trả giá cao hơn không? Chúng ta đã nói rõ rồi mà. Có vẻ như món trang sức này thực sự quan trọng với cô. Hay là cô tiếp cận tôi còn có mục đích khác? Mục đích anh cũng coi trọng mình quá rồi đấy. Số tiền này coi như anh cho tôi vay. 100 triệu, Tô Nam Tinh cô bị điên rồi sao? Cô có biết 100 triệu là bao nhiêu tiền không? Đây là chồng tôi mua cho tôi. Có liên quan gì đến cô chứ? Tô Nam Tinh! Anh cần ngôn. Anh thật sự vì cô ta mà bỏ ra 100 triệu. Ôi trời. Chân của Hạ Tiểu Thư khỏi rồi à? Đúng là kỳ tích y học. Đã nhìn thấy chưa? Không phải tôi bắt nạt cô ấy đâu nhỉ? Cô vẫn nên suy nghĩ. 100 triệu này của tôi cô trả bằng cách nào? Ai ia? À? Chúng ta còn phải nói chuyện này sao? Anh yên tâm đi, chúng ta quay về nhà rồi nói. Tôi đi lấy dây chuyền trước nhé. Tiện đường đi vệ sinh luôn. Kỳ lạ, sao mình không nhớ được gì cả? Tô Nam Tinh, dây chuyền 100 triệu này cô cũng xứng sao. Đây là chồng tôi dùng tiền của mình mua cho tôi. Cho dù tôi không xứng, không lẽ cô xứng sao? Chồng của cô, rõ ràng anh cần ngôn là của tôi, đưa đồ đây cho tôi. Không mua nổi thì ăn cướp à? Hạ gia các người không lẽ là thổ phỉ sao? Con tiện nhân, cô cũng không đi nghe ngóng. Hạ gia chúng tôi ở Giang Thành có địa vị gì? Dựa vào cô mà cũng xứng giành đồ với tôi. Nếu cô thật sự muốn có, thì đưa cho tôi 200 triệu. Tôi sẽ nhường cho cô. Tô Nam tin cô dám chơi tôi. Tôi sẽ xé nát miệng của cô. Lục Tổng, đúng như dự đoán của anh. Buổi họp hội đồng quản trị đã hủy bỏ rồi, nhưng có vẻ như Tống Uyên luôn theo dõi anh. tôi sẽ xé nát miệng của cô. ớ, ờ, mình còn biết cả võ phòng thân nữa. con tự nhân tô nam tinh kia. đây là vật xuống không phải đánh, nhưng mà cô muốn làm gì? cô đừng lại đây. hạ gia và lục gia chúng tôi là thế giao, nếu cô đụng vào tôi, anh cẩn ngôn sẽ không tha cho cô đâu. yên tâm, đánh người không đánh vào mặt, cái này tôi biết mà. lục cẩn ngôn. Cô ra ngoài cần nhiều thời gian thế à? Phụ nữ mà luôn có chút phiền phức, trong hoàn cảnh nào thì cô cũng ứng phó được nhỉ? Ở bên ngoài, thân phận là do bản thân tự tạo, cũng có thể là do chồng tạo ra. Lục tổng, vừa rồi anh bỏ ra 100 triệu để làm muốn tặng cho vị tiểu thư này, Lục tiên sinh có quan hệ gì với anh? đương nhiên là mối quan hệ vợ chồng rồi. Mau chụp đi chụp đi Tin lớn rồi Bên nhà cũ đang dục anh về một chuyến Nói là muốn gặp phu nhân Muốn gặp tôi Lái xe đi Dì Vân Dì phải làm chủ giúp con Con đàn bà vô liêm sỉ tô nam tình đó Lại dám đánh con Làm sao có lý đó được Đúng là thứ đàn bà chu hoa Muốn tạo phản sao Dì Vân, Nhược An chịu một chút tuổi thân cũng không có gì cả, nhưng hiện nay ở bên ngoài đều đang nói, anh Cần Ngôn vừa thừa kế gia nghiệp liền bắt đầu phung phí, con hồ ly đó. Thật sự đã nói anh Cần Ngôn như cây rút tiền, 100 triệu nói tiêu là tiêu luôn. Hơn nữa con còn nghe nói giá cổ phiếu của Lục Thị bị giảm mạnh. Đi xem xem bọn chúng đến đâu rồi cho tôi, không cần đó nữa. Chúng tôi về rồi, Lục Cần Ngôn câu to gan quá rồi đấy. Để hội đồng quản trị chờ cậu cả một ngày. Cậu đi tham gia buổi đấu giá cũng người phụ nữ này. Cậu có biết cô ta đã gây ra họa lớn rồi không? Họa có lớn tới mức nào? Cô ấy là vợ của tôi, tôi sẽ chống cho cô ấy." Chưa đến lượt bà nói." Lục Cẩn Ngôn. "Chú ý ngữ khí của bà." Anh Cẩn Ngôn, anh đừng cãi nhau với dì Vân nữa. Chuyện này đều do em không đúng. Em chỉ muốn nhắc nhở chị Tô để chị ấy khiêm tốn một chút, không ngờ cô ấy còn đánh em." Hạ tiểu thư nói gì cũng phải có căn cứ. Chỗ vết thương này của cô chắc là tự mình cấu nhỉ? Tô Nam Tinh Cô còn dám ngụy biện. Không lẽ chúng tôi vu oan cho cô sao? Tống Uyên. Những thứ này được phóng viên ở đó chụp lại. Bởi vì lục thị và tòa soạn có hợp tác nên chúng tôi đã bỏ số tiền lớn ra để mua chỗ ảnh này. Lục Cần Ngôn không cần biết cậu có nhận người mẹ kế là tôi này không, nhưng chỗ ảnh này mà truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đối với cổ phiếu của lục thị chắc cậu cũng rõ. Hơn nữa Lục Gia và Hạ Gia có mối quan hệ thân thiết mười mấy năm. Đều bị người đàn bà này hủy hoại rồi. Chỗ ảnh này tôi có thể giải thích. Không cần giải thích, không liên quan tới cô. Cô ta hại Lục Gia như vậy. Mà cậu còn bảo vệ cô ta. Đừng diễn nữa. Người hại Lục Gia là bà chứ không phải cô ấy. Anh cần ngôn anh đừng nói bậy. Dì Vân, sao có thể làm hại Lục Gia được? Video và hình ảnh tôi đều có. Tự mình xem đi. Thư ký Tống, đây không phải là cậu sao? Hóa ra anh thích nhìn trộm à, tôi. Cô thẩm vì muốn giá họa cho tôi mà đã hao tổn tâm huyết rồi. Tô Nam Tinh, cô nên cảm thấy may mắn. Người chụp những bức ảnh này là Tống Uyên chứ không phải phóng viên. Nếu không, cô tưởng rằng cô còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi sao? Anh cần ngôn, anh đừng để người phụ nữ này lừa cô ta chỉ vì tiền của anh thôi. Chắc anh còn chưa biết, chiếc vòng cổ anh bỏ ra 100 triệu mua cho cô ta. Cô ấy quay lại muốn bán cho em với giá 200 triệu. 200 triệu. Cô cũng biết kiếm tiền trinh lịch đấy. Cho dù tôi có bán thật, thì cô có mua nổi không? Chỉ là một chiếc vòng nát thôi. Hạ Nhật An tôi có gì mà không mua được. Chỉ là, chỉ là tôi không muốn mua thôi. Hóa ra cô không muốn có à? Thế thì tại sao cô dám ra giá 80 triệu? Tăng giá ác ý khiến tôi mất 100 triệu một cách vô ích tôi tắt cô tám cái chắc cũng không quá đáng nhỉ tôi nam tinh bỏ ra anh cần ngôn cứu em tôi nam tinh bỏ tay ra cho tôi đây là lục gia còn chưa đến lực cô ở đây làm cả lục gia là cái thá gì tôi không nói anh nhé cô bỏ tay ra đã lục cần ngôn lần này thì cậu đã nhìn rõ chưa dì vân con đàn bà này rõ ràng coi thường lục gia cũng không biết có ý đồ gì tôi khuyên cậu một câu nếu cậu muốn tốt cho lục gia thì hãy lập tức liên hôn với hạ gia nếu như vậy thì hội đồng quản trị cũng sẽ ủng hộ cậu làm chủ tịch tập đoàn lục thị nếu không bà uy hiếp tôi tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi cậu không cần thiên kim hạ gia lại đi chọn một con đàn bà quê mùa kết hôn cậu nghĩ rằng người trong hội đồng quản trị dễ bị lừa vậy sao cũng chẳng trách cậu ngây thơ mẹ câu mất sớm bố cậu cũng đi rất đột ngột không có người dạy cậu, cũng hiểu được mà. Thẩm Vân, làm thiếp mà vẫn hống hách nhỉ? Bà không sợ bị xét đánh sao? Nếu không phải mẹ của Lục Cẩn ngôn mất sớm, làm gì đến lượt bà? Cô nói lại một lần nữa xem. Tô Nam Tinh cô chửi ai là thiếp? Tôi chửi bà ta. Cô kích động làm gì? À đúng rồi. Tôi quên mất. Hai người các người là một đôi tiểu tam. Nếu không đủ khả năng làm gì, thì hãy kẹp đuôi vào mà làm người. Nghe đã hiểu chưa? Đôi tiểu tam. Cô... Không sao chứ. Các người cút hết đi cho tôi. Sau một tháng, tôi sẽ triệu tập đại hội cổ đông với tư cách là cổ đông lớn. Tổ chức lại hội đồng quản trị. Tổ chức lại hội đồng quản trị. Thẩm tổng. Gì vân gì đừng vội. Cẩn thận không giận quá ảnh hưởng sức khỏe. Các người cũng cút đi cho tôi. Anh cần ngôn. Anh xử lý đi, tôi đi trước. Anh cần ngôn em thật sự không nói dối. Con đàn bà này không có ý đồ. Cô ta đối với anh không thật lòng. Nhược An, anh cần ngôn anh phải tin em. Chuyện này tôi thay Nam Tinh xin lỗi cô. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Tôi Nam Tinh tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô. Hôm nay biểu hiện tốt lắm. Chỉ khen ngợi tôi bằng lời nói mà không có khen thưởng thực tế nào sao? Khen thưởng. Anh thơm tôi làm gì? Không phải cô muốn có khen sao nào? Một lần không đủ à? Muốn thêm lần nữa? Tôi không tùy tiện giống như bạch nguyệt quang đó của anh. Tô Nam Tinh, cô rút cuộc có phải do thẩm vân sắp xếp vào không? Có chuyện à, có chuyện thì cũng mời ra ngoài tôi muốn đi tắm. tôi muốn xin lỗi cô vì hành vi vừa rồi của tôi. xin lỗi, xin lỗi mà có tác dụng gì cần gì phải có cảnh lục cẩn ngôn. có phải anh cảm thấy thân phận của tôi có vấn đề? cảm thấy tôi là do người khác đặc biệt sắp xếp đến bên cạnh anh, hoặc là qua vài ngày tiếp xúc, anh đã động lòng với tôi rồi. cô thật sự rất thông minh. nếu cô đã biết. Vậy giúp của cô có phải là người của tôi? giả vờ mất trí? Sắp xếp ở bên cạnh tôi, còn lừa gạt sự tin tưởng của tôi, lục cần hôn. Cái đầu anh lớn như vậy sao anh không đi làm nhà biên kịch đi? Hạ Nhược An đối với tôi như vậy, mẹ anh còn mổ xẻ tôi như thế. Sao tôi phải làm vậy? Thẩm Vân còn năm lần bảy lượt nhằm vào tôi, bởi vì thân phận của tôi là bà Lục, ảnh hưởng đến quyền sở hữu cổ phiếu của bố anh đúng không? Sao cô biết? Giúp của cô là ai? Quả nhiên tôi đoán không sai tôi đoán bố anh yêu cầu anh kết hôn mới đồng ý giao quyền sở hữu cổ phiếu cho anh thừa kế cô còn nói cô không phải là người của thẩm vân. tôi đây được gọi là tư chất thông minh bẩm sinh đó một người mất trí nhớ hiểu cả về đồ trang sức và thời trang logic tư duy rất chặt chẽ cô nói tôi phải tin Lúc cô lục hôn vừa rồi thẩm vân đối xử với anh như vậy tôi còn giúp anh sao tôi có thể là người của bà ta chứ nếu cô không phải là người của bà ta vậy cô rút cuộc là ai nếu tôi mà biết thì tôi còn hợp tác với anh sao vậy còn sợi dây chuyền này tại sao cô muốn mua nó đây là chuyện của tôi không liên quan tới anh không liên quan tới tôi cô đang che giấu điều gì nó là của tôi là cô mượn tôi sẽ trả cô lấy gì để trả có vẻ như chiếc vòng cổ này thực sự quan trọng với cô sao nào cô lại nhớ ra điều gì đó phải không tôi chỉ nhớ vài mảnh vụn ký ức Chiếc dây chuyền này, tôi sẽ tạm thời thay cô cất giữ. Tô Nam Tinh tốt nhất cô đừng lừa tôi. Lục Tổng sao lâu như thế mới nghe máy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Dặn dò xuống. Tìm Steve kiểm tra báo cáo thử nghiệm của Tô Nam Tinh xem có phải thật sự mất trí nhớ hay không ngoài ra cậu hãy kiểm tra xem người bán chiếc vòng cổ đó là ai vào đi này anh ăn mặc như vậy mà nói tôi vào đi đây là gì phiếu vay nợ một năm ừ không phải anh nói sau một năm sẽ cho tôi nếu như tôi không trả được thì anh cũng không bị lỗ coi như một năm tôi làm không công cũng không ngốc lắm nếu không có ý kiến gì về nội dung thì tôi ký tên nhé ơ ờ, sao thế hối hận rồi sao chữ nam viết như thế nào không phải cô có tư chất thông minh bẩm sinh kỳ tài ngút trời sao dáng vẻ cũng không tệ nhỉ chờ chút tô nam tinh mày đang nghĩ cái gì vậy à không sao thì ra là viết như vậy à quả nhiên cầm bút lên thì quên mất chữ đến lượt anh rồi được rồi trả đồ cho tôi đi nói rõ rồi nhé cho mượn đấy cầm bút quên chữ lý do ngớ ngẩn giúp của cô thật sự bị mất trí nhớ hay là giả vờ chuyên tâm ăn cơm à tôi ăn xong rồi à đúng rồi giúp tôi chuẩn bị một bộ hồ sơ lý lịch tốt nhất là có liên quan đến thiết kế trang cô sức cô muốn đi làm ừ tiền tôi cho cô không đủ sao không, không phải tôi còn đang nợ tiền anh anh cho tiền không tôi có. có cô Điều muốn đi làm ở đâu tôi xem một vòng thấy trang sức evan cũng được sao thế hai người quen nhau à không quen giúp tôi chuẩn bị sơ yếu lý lịch đẹp một chút Lục tổng, không phải phu nhân thật sự muốn đến chỗ Evan chứ? Cậu có tin có chuyện trùng hợp như vậy không? Evan do tôi âm thầm mua lại là thủ đoạn đối phó với Thẩm Vân, mà cô ấy lại muốn đến đó. Cậu nói xem, cô ấy có phải là người mà Thẩm Vân đặc biệt sắp xếp tới không? Lục tổng, thật ra trong lòng anh đã có đáp án rồi. Nếu không, thì làm sao anh lại thích Tô Nam Tinh tiểu thư được chứ? Tôi đâu có thích cô ấy. Lục tổng bao nhiêu năm nay anh đã gần gũi với người phụ nữ nào chưa với hạ tiểu thư bề ngoài thì anh giữ khoảng cách đây không phải là thích thì là gì tôi thấy cậu gần đây nhiều lời thật đấy cậu hãy làm theo ý cô ấy đi làm cẩn thận một chút phải chịu được sự điều tra dạ nghe ngóng thế nào rồi lục cẩn ngôn rút cuộc có ý gì đã điều tra rồi ngoài tập đoàn lục thị anh ta không có bất kỳ sản nghiệp nào liệu có phải chúng ta đã nghĩ nhiều không thể nào Tên lục cần mua nó, dám hùng hồn nói sẽ, tổ chức lại hội đồng quản trị, chắc chắn sẽ có con át chủ bài. Cậu tiếp tục nghe ngóng cho tôi, bao gồm cả người bên cạnh cậu ta, nhất là Tô Nam Tinh, dạ. Tôi sẽ đi điều tra rõ ràng. Phu nhân, đây là sự yếu lý lịch của cô, cô xem đi. Cô yên tâm đi, mọi thứ rất hoàn hảo. Chỉ là trình độ học vấn có chút thấp. Không sao, vất vả cho cậu rồi. Những chuyện khác tôi sẽ nghĩ cách. Trình độ học vấn không đủ thì dùng năng lực bù vào. Xem ra mình phải chuẩn bị portfolio thật cẩn thận rồi. Sự yếu lý lịch đã giao cho phu nhân rồi. Ngoài ra, đây là kết quả báo cáo Stefan gửi tới. Trong não của phu nhân có đám mờ rất nghiêm Đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn tới cô ấy bị mất trước khi có sự kích thích nghiêm trọng từ bên ngoài nếu không cả đời vẫn sẽ bị như vậy. Còn dây chuyền thì sao? Có manh mối, có thể được mang đến từ đế đô, vẫn đang xác nhận. Tôi còn đặc biệt để ý, hành tung một năm nay của thẩm vân, có thể chắc chắn, phu nhân không phải người của bà ta. Anh có thể yên tâm. À đúng rồi, trong sơ yếu lý lịch này, học vấn của phu nhân có chút thấp. Phía Evan, chúng ta thật sự không cần trò hỏi trước sao? Không cần. Cứ theo lưu trình là được. Cô ấy cần gì thì hãy chuẩn bị cho cô ấy. ơ ờ, làm gì vậy đương nhiên là đo số đo của anh rồi cô cô lại muốn làm gì tôi vừa hay cần chuẩn bị đồ đi phỏng vấn tiện tay làm cho anh mấy bộ cứ coi đó như một món quà đáp lại việc anh đã giúp tôi chuẩn bị hồ sơ cái gì cô cũng biết à đâu có giống với mất trí nhớ tôi bị mất trí nhớ chứ có phải bị đần đâu nhấc tay anh căng cứng người như vậy làm gì Sơ yếu lý lịch có phản hồi chưa? Mà đã chuẩn bị đồ rồi. À, anh coi thường rồi. ai vậy? Evan đã thông báo tôi phỏng vấn rồi. Tuần sau đó, chưa chắc đã thành công. Đừng ừ. nói nhiều thế. Vậy mà tôi còn may quần áo cao cấp miễn phí cho anh. Được rồi tôi đi trước đây. Hàng mẫu đến thì thử sau. Dì Vân, sức khỏe của dì thế nào rồi? Con có thể đến chơi với dì, thì dì khỏe hơn một nửa rồi đều là người một nhà, có chuyện gì thì cứ nói đi, vừa nghe ngóng được. Tô Nam Tinh nhận được lời mời phỏng vấn từ Evan, sẽ cạnh tranh vị trí trưởng phòng thiết kế trang sức. Tô Nam Tinh, vậy mà lại chạy đi phỏng vấn nhà thiết kế. Sao có lý đó được? Bây giờ cô ta là bà Lục, nếu trượt phỏng vấn, sẽ mất mặt cần ngôn. Cũng không biết cần ngôn bị làm sao nữa, lại đi nhìn chúng loại phụ nữ này. Nếu con là con dâu của gì, thì dì sẽ không phải bận tâm nữa rồi. Dì Vân, dì đừng lấy con ra làm trò cười nữa. Dì biết con luôn thật lòng với Cẩn Ngôn. Hơn nữa ở Giang Thành, luận về gia thế, ngoại hình, thì chỉ có con mới xứng với Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn của chúng ta không có phúc khí này. Dì Vân dì yên tâm. Con sẽ không từ bỏ anh Cẩn Ngôn đâu. Tô Nam Tinh là do cô tự chuốc lấy đấy. Xin chào, tôi đến phỏng vấn. Xin chờ một chút, tôi xác nhận lại với bộ phận nhân sự. Ơ Tô Nam Tinh, đúng là cô thật. Vậy mà cô thật sự dám đến trang sức Evan phỏng vấn. Gan cũng không nhỏ. Xin chào, tôi có thể đi lên được chưa? Được rồi, này tôi đang nói chuyện với cô đấy. Này tôi đang nói chuyện với cô đấy. Đến chó còn biết nhìn sắc mặt người khác, cô không biết sao. Đừng ngáng đường, Tô Nam Tinh. Nếu cô đã tự tìm đến cái chết, thì đừng trách tôi không khách sáo. Hạ tiểu thư, xin lỗi cô tôi đến muốn việc đã sắp xếp xong chưa sắp xếp xong rồi văn phòng cũng đã chuẩn bị cho cô rồi rất tốt có nhớ cái người mà tôi nói với anh không tô nam tinh phải không yên tâm sẽ không để cô ta trúng tuyển đâu vẫn chưa đủ tôi muốn anh phải xỉ nhục cô ta một cách thậm tệ sau khi xong việc đơn hàng trong 5 năm tới của hạ thị đều thuộc về Hiểu hả? chưa hiểu rồi mời đi bên này đã nghe nói chưa? Hôm nay sẽ phỏng vấn tập trung. Không sao, căng thẳng chúng ta phải có lòng tin với bản thân. Đó là ai? Không phải là người phỏng vấn đấy chứ. Sao có thể? Tám phần là cùng đến phỏng vấn với chúng ta. Cô nhìn xem, sự yếu lý lịch của cô ta mỏng. Chắc đến tác phẩm cũng không có mấy cái. Còn có quần áo của cô ta, đến nhãn hiệu gì cũng không biết. Chắc là mua trên mạng, 9 tệ 9 miễn ship rồi. Nói nhỏ thôi để cô ta nghe được đấy. Miệng trên người của tôi, cô ta quản được sao? Đường rộng như vậy không biết đi sang hướng khác sao. Chân mọc trên người tôi, cô quản được sao? Chào đón các vị đến tham gia vào cuộc cạnh tranh vị trí trưởng phòng thiết kế. Chúng tôi chỉ có một vị trí duy nhất, vậy nên chúng tôi sẽ phải đảm bảo tính công khai. Minh Bạch, nếu như có ai đã chuẩn bị xong thì có thể lên trước cạnh tranh, thú vị lắm. Tô Nam Tinh hãy mở to mắt ra mà nhìn. Cô không có cơ hội đâu. Đây là sự sáng tạo tôi đã tích lũy được từ khi học sở thích thường ngày của tôi là chụp ảnh, phát họa và tham quan triển lãm. Với sự am hiểu nghệ thuật của mình, tôi hoàn toàn có đủ để đảm nhận vị trí trưởng phòng thiết kế trang sức Evan. Hạ Tiểu Thư Những tác phẩm thiết kế này của cô đều rất tốt. Nhìn xem, nhất là Phượng Cầu Hoàng này. Những tác phẩm thiết kế này của cô tuyệt đối tê tê mở ok. Tuyệt đối very beautiful. Cái này à, cái này không đáng nhắc tới. Đó chỉ là đồ án tốt nghiệp của tôi năm đó thôi. Tô Nam Tinh cô cười cái gì? Đúng là không đáng nhắc tới có thể biến khổng tước thành gà rừng lại còn nói là phượng hoàng chỉ có thể nói là cô lựa chọn giữa rất đẹp và khó coi thì cô đã chọn rất khó coi tôi nam tinh không tước gà rừng gì chứ mắt nhìn của cô kém như vậy cũng dám đến phỏng vấn thiết kế trang sức trong thời đại thông tin phát triển như vậy mà còn sao chép tác phẩm này vừa thấy nó ở cuộc đấu giá vài ngày trước chúng ta đều rất quen thuộc không phải sao giám đốc trần nhìn theo cách này hình dáng và thiết kế hoàn toàn giống nhau đây chẳng phải chính là sao chép sao sao anh có thể vô căn cứ nói một tờ thiết kế này chính là sao chép nhỉ huống hồ vừa rồi hạ tiểu thư cũng đã nói rồi đây là đồ án tốt nghiệp của cô ấy có sớm hơn cả tước linh mà đúng thế nếu nói sao chép thì cũng là cái tên tước linh gì đó sao chép của tôi nhưng tôi nghe nói, tước linh được sáng tác từ hơn 20 năm trước. Lúc đó sợ là hạ tiểu thư vẫn còn đang ở trong bụng mẹ nhỉ. Có cần bây giờ, tôi gọi cho nhà đấu giá để xác nhận. Cô, làm phiền ứng cử viên này, hãy tôn trọng người khác. Vẫn còn chưa đến lượt cô phát biểu. Tôi nam tinh nếu cô đã thiếu kiên nhẫn như vậy. Chi bằng cô lên đây nói cho mọi người biết cô nhìn thế nào mà từ khổng tước biến thành gà rừng thế nếu cô cảm thấy giỏi hơn người khác. Vậy cô hãy cho mọi người xem. Được, nhưng mà... Sau khi xem xong tác phẩm của tôi, quý công ty bất luận là học hỏi hay là áp dụng, thì đều phải trả tiền. Đồ nhà quê như cô, Evan là công ty gì chứ, mà sẽ nhìn chúng thiết kế của cô. Phòng nhân tri tâm bất khả vô. Dù sao thì cũng có một số người, dám ngang nhiên, so chép đó thôi, cô. Tô Nam Tinh, nghe ý của cô, có vẻ như thiết kế của cô không tồi nhỉ. Cô có dám đưa ra cho mọi người cùng xem không? Tô Nam Tinh, chỉ vài mẫu thiết kế này. Evan cần chính là một nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú. Cô cũng xứng. Chỉ dựa vào thủ đoạn sao chép đó của cô mà cô có thể hiểu thiết kế sao. Mấy tác phẩm này, đây chính là thiết kế mới nhất. Sau khi tôi nghiên cứu thương hiệu Evan, tôi đọc sơ yếu lý lịch của cô. Cô chỉ là cao đẳng à? À cái này. Đến tổng đài của công ty chúng tôi cũng là đại học. Hơn nữa cô thử hỏi những người ở đây xem, có ai không phải là tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng? Tôi nghi ngờ. Cô làm cách nào để có tư cách lọt vào phòng phỏng vấn của chúng tôi vậy? Đúng thế, cô ta làm cách nào để vào đây vậy? Chắc là đi cửa sau rồi. Nếu không thì dựa vào cô ta làm sao có thể vào được? Tôi Nam Tinh, tôi xem lần này cô sẽ làm gì? cái gì hôm nay phu nhân cũng đến phỏng vấn là ứng viên nào vậy nếu bộ phận hr của các anh thông báo tôi đến phỏng điều vấn điều đó có nghĩa sơ yếu lý lịch của tôi không có vấn đề gì do thế quý công ty đang kỳ thị học vấn sao ơ này tôi chắc chắn không hề có kỳ thị về học vấn tôi chỉ cảm thấy tác phẩm này của cô không phải do cô thiết kế giám đốc trần nếu anh không tin thì chi bằng hãy giữ tô nam tinh lại để thực tập xem năng lực của cô ấy giúp cuộc thế nào sao nào bộ phận thiết kế của tôi phỏng vấn anh cũng muốn nhúng tay vào sao giám đốc trần đến bây giờ ở trong công ty đều không biết ông chủ đứng phía sau là ai anh có dám đảm bảo mỗi lần phỏng vấn sẽ không có người của ông chủ điều tới sao hạ nhược an tô nam tinh nếu cả hai người đều không phục nhau tôi có một chú ý hay hai người các cô cùng ở lại dùng thực lực chứng minh bản thân thế nào tôi không vấn đề chỉ sợ có một số người sau khi ở lại sẽ bị bại lộ bộ mặt thật chờ mà xem anh có biết hạ nhược an là đại tiểu thư hạ ra không giám đốc trần những chuyện này tôi đương nhiên biết nhưng vừa rồi vị tiên sinh bí ẩn đó gọi điện cho tôi nói cho tôi hôm nay phu nhân chủ tịch cũng đến phỏng vấn cái gì phu nhân chủ tịch cũng tới phỏng vấn nếu không thì làm sao tôi lại nói anh nhận cả hai người chứ đám người này ai mà biết được ai là phu nhân chủ tịch chứ ai yeah, còn phải nói sao chắc chắn là hạ tiểu thư rồi giám đốc trần tôi không quan tâm việc của bộ phận các anh nhưng mà công ty Evan đã không thể gánh thêm đà kích nào nữa. Tô Nam tinh tiểu thư này cũng không tệ. Nhưng tôi muốn nhắc anh một câu. Đừng tự bê đá đập chân mình. Tôi là công chức, trợ lý thiết kế. Tô Nam Tinh, vẫn cướp chó cũng không tệ nhỉ. Thế mà được đặt cách làm trưởng phòng thiết kế. Cũng bình thường thôi, cướp chó không dẫm nhiều bằng hạ tiểu thư. Cô, đây là phòng làm việc của tôi cô ra ngoài cho tôi vậy thì tôi sẽ ngồi ở bên ngoài làm phiền cô tránh đi một lát cô cô muốn làm gì sợ chưa cô cô muốn làm gì cô Hạ Nhược An, trong văn phòng này chỉ có hai chúng ta. Tôi làm gì sẽ không có ai biết được. Tôi khuyên cô sau này, có ngủ gật thì cũng phải sắp xếp một con mắt mở ra để canh, nếu không tôi sẽ có cả trăm cách giày vào cô. Cô cô, con tiện nhân. Đúng, tôi tiện, cô quý. Cho dù cô đường đường chính chính đấu với tôi, thì cô cũng chưa chắc có thể đấu lại được. Cô tưởng rằng, giờ cho bẩn thỉu thì cô sẽ có phần thắng sao. Con đàn bà điên nhà cô, hãy buông tôi ra. Cô biết tôi bị điên còn dám đấu với cô tôi? Cô có bệnh à? Tôi, tôi Nam Tinh, giám đốc Trần, ý anh nói tiểu thư Hạ Nhược An đó, chính là phu nhân chủ tịch thần bí sao? Nói nhỏ thôi. Tôi nói cho cô biết, để chú ý chút. Vậy Hạ Nhược An là phu nhân chủ tịch vậy tại sao còn phải giữ tô nam tinh ở lại chắc là phu nhân chủ tịch có quen biết với tô nam tinh còn về tiểu thư tô nam tinh có quan hệ gì với chủ tịch thì chúng ta không rõ nếu ngộ nhỡ không phải chứ nếu thật sự thì bọn họ đấu đá nhau đấu đến tận công ty rồi túm lại không cần biết thế nào cái người đó không xứng tầm cô hãy nhớ kỹ chúng ta cứ đi theo hạ tiểu thư là được có hiểu không evan đã chốt nhân viên được nhận có phu nhân và nhược an tiểu thư nhược an sao cô ấy lại ở đó không rõ lắm lục tổng anh nói xem nếu phu nhân và nhược an tiểu thư thì chúng ta sẽ giúp ai hiện nay hạ gia vẫn giữ trung lập nếu như bọn họ nghiêng về phía thẩm vân thì chúng ta sẽ nguy hiểm tạm thời yên lặng quan sát Về rồi à? Tô Nam Tinh. Anh vào phòng tôi làm gì thế? Xin xin lỗi nhé. Đứng lại, cô có việc gì? Không phải, anh vào sau đó anh hỏi tôi có chuyện gì? Đúng. Tôi có chuyện, vậy thì anh nói đi. Không có chuyện gì nữa, cô nghỉ ngơi đi. Đứng lại. Lê mà lê mề, có chuyện gì? Cô mặc đồ vào trước đã. Đã cởi đâu? Quay lại đây. Cô gặp Nhược An rồi hả? Đúng thế. Cùng một bộ phận cùng một công ty. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hai người không xảy ra xung đột chứ. Hóa ra anh muốn ra mặt thay cho Thanh Mai Trúc Mã à? Tôi chỉ là sợ hai người xảy ra xung đột. Chỉ là cái gì chứ? Lục Cẩn Ngôn tôi nói cho anh biết. Cho dù chúng ta là vợ chồng giả, tôi cũng không cho phép người phụ nữ khác tới gần anh. Cô có ý gì? Tôi có ý gì nói còn chưa đủ rõ sao? Chỉ cần chúng ta một ngày vẫn còn là vợ chồng thì anh phải cất giấu tâm tư đi cho tôi. Đừng để tôi phát hiện. Tôi không muốn sau này tôi ra ngoài. Người khác đều cảm trên đỉnh đầu tôi có một cặp sừng. Nghe đã hiểu chưa? Sao mỗi lần cô nói chuyện luôn sắc bén như thế nào mới được tính là dịu dàng? Muốn thế này sao? Anh cần ngôn. Quả nhiên anh thích loại âm điệu này. Nhưng mà tiểu thanh mai của anh khi nói chuyện với tôi không phải là ngữ khí đó. Nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô ta thì anh hãy nói rõ cho cô ta biết, sau này tốt nhất đừng có đến gây chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không ngại dạy cô ta cách làm người đâu, cô. Có nhớ ra được chuyện gì không? Tôi đã sớm nói rồi, tôi chỉ là mất trí nhớ chứ không phải bị đánh. Nhưng con người của cô. Tôi nghĩ chắc trước đây cũng không có bạn bè gì cả, cô xem đi. Cô xảy ra chuyện lâu như vậy, đến một tờ tìm người mất tích cũng không có. Anh hỏi tôi tôi hỏi ai chứ? Sao anh không phát cho tôi một tờ? Không lẽ anh ấy nói là sự thật sao? Trước đây mình chính là loại người khó gần. Nếu không, tại sao không có ai đi phát thông báo tìm người mất tích chứ? Lục Cẩn ngôn tôi nói cho anh biết. Cho dù chúng ta là vợ chồng giả. Nhưng tôi không có phép người phụ nữ khác lại gần anh. Muốn thế này sao? Anh cần ngôn. Ông chủ, có dặn dò gì? Để nhanh gấp đôi tiến độ thu mua lục thị cho tôi. Ngoài ra, canh chừng hạ thị. Nếu có hành động bất thường lập tức làm chống. Dạ. Nhưng anh tôi không điều tra ra được. Đều đã vào tổng bộ Evan, rồi. Evan có quan hệ gì? Với lục cần ngôn. Lục Cần Ngôn sẽ không để người phụ nữ của mình đi làm việc tại một công ty bình thường. Công ty này chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Chúng ta không điều tra ra được thì cứ để bọn chúng cắn nhau. Càng mãnh liệt càng tốt. Nếu thật sự là công ty của Lục Cẩn Ngôn, thì cậu ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thẩm tổng diệu kế. Không còn sớm nữa, tôi đỡ bà đi nghỉ. Lục Tổng, phu nhân, hôm nay muốn ăn gì? Trứng ốp cà phê. Tôi không cần nữa. Tôi ăn bánh sandwich và sữa là được. Dạ. Hai người này lại làm sao thế nhỉ? Tôi ăn xong rồi. Tôi đi làm đây. Lục Tổng có phải anh lại nói sai gì rồi không? Làm phu nhân giận. Tôi nói cô ấy đừng có xảy ra xung đột. Là vì muốn tốt cho cô ấy. Tôi có sai tổng vấn đề không phải là nói gì mà là nói thế nào cho dù người phụ nữ đó có cứng rắn đến đâu thì cũng chỉ là một người con gái con gái ai cũng thích được chăm sóc dịu dàng nếu anh thật sự muốn phu nhân dừng lại chi bằng hãy thử lấy nhu thắng cương tôi nhu cô ấy cương chẳng thế thì sao tô nam tinh lễ tình nhân sắp tới rồi công ty muốn tung ra sản phẩm thu hút người tiêu dùng mau chóng làm ra mau chóng là bao lâu mau chóng chính là mau chóng hạng mục gì sao lại không thông báo với tôi hạng mục quan trọng như vậy giám đốc trần sao lại không nói cho trưởng phòng thiết kế anh đang coi thường cô ấy sao cô đừng có ở đây mà ly dán trưởng phòng Hạ, tôi tìm cho cô một hạng mục khác nhẹ nhàng hơn cái này nhiều không cần tôi cần cái đó tôi muốn so sánh bản thảo với cô ta so sánh thiết kế không sai tô nam tinh có dám so với tôi không so xem bản thảo của ai sẽ được chọn làm phương án cuối cùng. Người thua sẽ phải bỏ ra khỏi Evan. Người thua sẽ phải bỏ ra khỏi Evan. Được thôi, vậy thì cô phải cố gắng đấy. À đúng rồi giám đốc Trần. Vừa rồi anh nói mau chóng là bao lâu nhỉ? Trưởng phòng hạ còn chưa biết. Vậy thì một tuần nhé. Một tuần, à một tuần à. Hóa ra mau chóng chính là một tuần. Không cần một tuần một ngày là đủ rồi. Tôi đã có phương án. Tô Nam Tinh cô có dám không? Đương nhiên, trưởng phòng hạ. Vậy thì cô phải chuẩn bị nhịt gối nhiều một chút để luyện tập. Cô cứ yên tâm đi, người bò ra khỏi Evan sẽ là cô. Trưởng phòng Tô, đây là những phương án các năm cô xem đã đủ chưa? Vất vả rồi, để ở đó đi. Trưởng phòng Tô. Không phải cô còn phải làm thiết kế lễ tình nhân sao? Tại sao cứ luôn muốn xem những thiết kế cũ? Tôi muốn xem ý tưởng thiết kế trước đây của Evan. Để tránh bị trùng lặp, chúng ta phải mang đến cho người dùng trải nghiệm mới nhất. Giả nghiêm túc, đổi mới cơ đấy. Cô có thể vẽ ra được là tốt lắm rồi. Tránh đường. Tô Nam Tinh. Tô Nam Tinh, đừng nghĩ rằng có thể bám vào anh cần thi liên kê cao gối để ngủ. Tôi sẽ xé nát cái bộ mặt giả tạo của cô. Cô hãy tháo mặt nạ của mình trước đi. Tô Nam Tinh. Ai à, trưởng phòng tô, không cẩn thận đứng không vững làm bỏng cô rồi à thật là ngại quá. Nào để tôi lau cho cô, đừng có đụng vào, làm gì vậy? Hãy rút lại cái khả năng diễn xuất kém cỏi của cô đi. Cô để tâm đến cách nhìn của người khác nhưng tôi thì không đâu. Trưởng phòng tô tôi thật sự không phải cố ý. Hơn nữa tôi còn xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn thế nào nữa? Không lẽ cô còn muốn dở thói bắt nạt công sở? Đúng là có lý thì không tha cho người, cũng đâu có phải cố ý. Tô Nam Tinh cô làm gì vậy? Xin lỗi nhé. Xin lỗi có tác dụng gì không cô cũng biết không có tác dụng à. Tô Nam Tinh, cô đừng có lý thì không tha cho người. Cùng lắm thì tôi đền bộ đồ cho cô là được. Được, Cô đền đi. Bộ đồ này 18 vạn. Tiền mặt hay là chuyển khoản? Tô Nam tinh cô bị điên rồi à? Chiếc áo rẻ rách này của cô mà đòi 18 vạn lừa gạt à? Trường phòng hạ chưa từng mặc đồ may cao cấp à? Sao tôi chưa từng mặc chứ? Nhưng mà cái áo rẻ rách này của cô, cô nói 18 vạn là 18 vạn à ai tin chứ? Toàn bộ đều là tơ tầm, gặp nước nóng sẽ hỏng hết. Đây là đơn đặt hàng và hóa đơn. Không tin thì cô có thể tới cửa hàng mà hỏi được lắm tô nam tinh tôi sẽ đền cho cô được chi phí bị bỏng tôi sẽ trả cho cô nếu tối hôm nhận được khoản tiền đền bù của bộ đồ này thì chúng ta sẽ gặp tại cục cảnh sát nhé giải tán đi làm đi tô nam tinh hãy chờ đấy lục cẩn ngôn sao anh lại tới đây ừ. tiện đường lên ừ. xe đi cô không sao chứ ơ ờ, xin lỗi nhé vừa rồi có một con chó chạy qua đường à không sao tay của cô bị sao thế à không sao đừng đụng đậy để tôi xem đây là vết bỏng À không cẩn thận đụng vào nước sôi. Đi tới bệnh viện trước, không cần đâu, tôi có thuốc bỏng. Tôi phải quay về làm còn thiết kế nữa, nếu chậm trễ thì không hay đâu, trợ lý hách. Về nhà trước. Sao càng ngày càng đau thế nhỉ? Có việc gì à? vết thương còn đau không đã không sao rồi không đau nữa à ừ không đau nữa nói dối vết thương bị bỏng sẽ ngày càng đau lên sao cô cô dùng đá trường sao tô nam tinh cô không cần tay nữa à anh cấu tôi làm gì vậy tôi xác nhận xem chỗ này của cô có phải bị hoại tử rồi không anh đây là gì? Trợ lý hách mua đấy. Trợ lý hách mua sao? Nhiều như thế này mà mỗi loại còn không Đây dùng là đang trị bệnh, bệnh cho tôi hay, hay là mang tôi ra thử thuốc vậy? Á à, đau. Đừng đụng đậy. Á à, không được không được. Đau lắm. Chịu một chút. Đại tiểu thư, cô đây là đi coi mắt, có phải đi bàn hợp tác đâu, không thể xinh đẹp ngọt ngào một chút sao kết thúc sớm một chút mới tốt đó. Phương án thiết kế lễ tình nhân năm nay cái nào trông cũng rất khó coi. Tôi còn phải mau chóng quay về họp nữa. Nữ nhân sự nghiệp giống như cô vẫn là không nên yêu đương. Bởi vì tình yêu rất phi lý. Từng giây phút từ động lòng đến mất khống chế đều không thể kiểm soát được. Một người mà nhịp tim luôn tuy trì ở mức 75 như cô. Sao có thể làm ra chuyện này được? Còn đau không? Hình như tôi nhớ ra chuyện gì đó. Tô Nam Tinh, nếu cô luôn bị mất trí. Chúng ta sống cuộc sống như thế này thì tốt biết bao. Tiếc là tất cả mọi thứ đều chỉ như bóng trăng đáy nước. Chị Nam Tinh, hình như hôm nay phải nộp bản thảo rồi, chị đã hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi ôi đẹp quá chị sản phẩm nam này chắc chắn sẽ bán rất chạy bây giờ vừa hay tôi lên trên lầu không thì để tôi mang lên cho giám đốc trần nhé không cần đâu tôi còn có một số chỗ phải chỉnh sửa đã rất tốt rồi mà chị nam tinh tôi cảm thấy không cần thiết phải chỉnh sửa nữa tôi thấy chị nhược an đã nộp lên trên rồi cũng được vất vả cho cô giúp tôi đi một chuyến rồi chuyện nên làm mà chị nhược an đều đã sắp xếp xong rồi Chủ tịch nói cô yên tâm, nếu thật sự có xảy ra sự cố gì, thì sẽ có người giúp chúng ta gánh. Ừ. Tô Nam Tinh, tôi thật sự rất nóng lòng mong chờ nhìn cô bỏ ra khỏi Evan. Tô Nam Tinh, sắp công bố kết quả rồi, nể tình anh cần ngôn, tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần bây giờ cô nhận thua, tôi sẽ không bắt cô phải bỏ ra khỏi Evan nữa, thế nào? Tôi khuyên cô vẫn là bớt nói đi một chút tại sao bởi vì vai phản diện thường bị chết vì nói nhiều thật ngại quá tôi đến muộn một chút được chủ đề cuộc họp hôm nay của chúng ta là chủ yếu nhằm vào phương án thiết kế cho lễ tình nhân năm nay và bố trí công việc tiếp theo của chúng ta đây là sản phẩm lễ tình nhân năm nay của chúng ta vẫn cảnh chi giao nó thể hiện sự ngọt ngào của chúng ta trong tình yêu còn thể hiện được sự dũng cảm và cống hiến của chúng ta đối với tình yêu. Mọi người nhìn đi. Ôi tác phẩm đẹp như này là của ai vậy? Đương nhiên là của trưởng phòng hạ chúng ta rồi. Hạ Nhược An, ai đã cho cô can đảm để đánh cắp tác phẩm của tôi? Tô Nam Tinh, cẩn thận lời nói của cô. Cô nói tôi đã lấy cắp tác phẩm của cô. Cô có chứng cứ không? đừng quên vụ cá cược của chúng ta ai thua thì sẽ phải bỏ ra khỏi evan bản thiết kế này tuy rất đẹp nhưng có khiếm khuyết lớn nhà máy chưa chắc đã sản xuất được tô nam tinh nay đang dở trò gì vậy không biết đây rõ ràng là thiết kế riêng của cô ta tô nam tinh cô thậm chí còn không thể đưa ra được một thiết kế tử tế còn dám nói tác phẩm của tôi có khiếm khuyết Cô là cái thá gì chứ? Evan có rất nhiều người giỏi tay nghề. Tôi đương nhiên không là gì cả. Nhưng giám đốc Trần, tốt nhất anh hãy gọi cho thợ để xác nhận lại. Tới lúc đó nếu không làm ra được, cũng có thể chỉnh sửa lại. Tô Nam Tinh đây là bản vẽ thiết kế của cô. Không lẽ cô còn đào hố cho mình nhảy xuống sao? Tô Nam Tinh, cô muốn cùng đường lại có lối thoát. Tô Nam Tinh à, dù có trì hoãn cũng không thay đổi được sự thật. Được, vậy thì hãy gửi cho nhà máy để họ xem qua đi. CC, cô nói một chút. Tại sao tác giả của bản thiết kế này lại thay đổi? Tốt nhất cô hãy suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tô Nam Tinh à, tôi nói cho cô biết, người thua chỉ có thể là cô. Phía nhà máy cho biết bản vẽ thiết kế này không có cách nào thiếu có thể hụt bước quan trọng. Cái gì mà thiếu hụt bước quan trọng? Sao lại như thế chứ? Tại sao lại thiếu đồ được? Không lẽ là Tô Nam Tinh cố tình, Trường phòng hạ. Chuyện này là thế nào? Sao cô ta có thể biết được chứ? Bởi vì tác phẩm này căn bản không phải của cô ta. Nó là của tôi. Hôm qua khi tôi vẽ, bị sót hai chiếc khóa chưa vẽ vào. Vốn dĩ nghĩ sẽ sửa lục thiết kế. Nhưng có một số người còn vội vàng hơn tôi, nên vẫn chưa kịp bổ sung. Tô Nam Tinh Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Đây rõ ràng là bản phát thảo của tôi, trên đó còn có chữ ký của tôi. Nhưng mà ở trên này không phải cũng có chữ ký của tôi sao? Tô Nam Tinh, mắt cô bị mù à? Trên đây làm gì có chữ ký của cô? Thấy vết tròn nhỏ đó không? Đó chính là vết của kem chị bỏng đấy. Cái gì? Hôm qua tôi bị bỏng. Cho dù lúc vẽ có cẩn thận thế nào, cũng khó mà tránh để lại dấu vết. Cô có thể cắt tên của tôi đi, nhưng lại không thể xóa được dấu vết của tôi, giống như cô đánh cắp tác phẩm của tôi. Nhưng không thể đánh cắp ý tưởng của tôi, ai lấy cắp chứ? Sao nào? Cảm dám trộm mà không đơn. dám nhận à? Được rồi tôi Thì Nam thích. Tinh. Trong này chắc chắn có hiểu nhầm gì đó. Hiểu nhầm. Trưởng phòng hạ. Nếu đây là tác phẩm của tôi, tại sao lại ở chỗ cô vậy? Không phải vừa rồi cô rất đắc ý nói đây là tác phẩm của cô sao? Âm ý bắt tôi phải bỏ ra ngoài. Hạ Nhược An, tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là cô hãy nói rõ ràng chuyện này ra. Hoặc là cô bỏ ra khỏi Evan cho tôi. Tô Nam Tinh Cô nằm mơ đi. Tô Nam Tinh Cô to gan quá rồi đấy. Cô có biết chị Nhược An là ai không? Cô ấy là phu nhân chủ tịch đấy. Cái gì? Chị Nhược An? Tôi biết chị muốn giấu thân phận, nhưng bây giờ cũng nên chứng minh thân phận của chị rồi. Tô Nam Tinh, cả cái Evan này đều là của phu nhân chủ tịch. Cô ấy dùng bản phát thảo của cô chính là coi trọng cô là cái thá gì chứ? Dám bắt phu nhân bỏ ra ngoài. Phu nhân chủ tịch. Hạ Nhược An, cô có dám nhận không? có gì mà không dám chứ chuyện này giám đốc trần cũng biết tôi nam tinh cô dựa vào đâu mà đánh tôi dựa vào đâu à bản phác thảo này tại sao lại ở chỗ của cô ta chắc cô biết rất rõ tôi nói cho cô biết toàn bộ công ty này ngoài nhà vệ sinh không có camera ra thì đâu đâu cũng có có cần bây giờ tôi đến phòng camera lấy video ra không được rồi tôi nam tinh chuyện này chấm dứt tại đây giám đốc trần anh muốn che giấu chuyện này đi sao anh không sợ sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của evan sao nếu bây giờ đã chứng minh được tác phẩm này là của cô rồi đây chắc chắn là khi công chức đưa cho tôi tôi hiểu nhầm tác phẩm này là tác phẩm của hạ tiểu thư trong chuyện này không phải đều là hiểu nhầm sao nếu anh muốn định bợ hạ nhập an thì cũng không liên quan đến tôi nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé trong nội bộ công ty này chưa có ai được nhìn thấy chủ tịch giám đốc trần làm sao mà chắc chắn Cô ta chính là phu nhân chủ tịch thế. Dựa vào đâu mà tôi phải nói với cô? Được rồi, được rồi. Giải tán, giải tán đi. Đây là việc mà anh làm. Cô nghe tôi nói. Tôi cũng không ngờ rằng cô ta chỉ làm bán thành phẩm. Túm lại Evan có cô ta thì không có tôi. Anh tự xử lý đi. Cô yên tâm chỉ cần hàng mẫu của cô ta không làm ra được thì thiết kế của cô ta cũng chỉ như một tờ giấy nhát thôi có phải không lục tổng ngày nào anh cũng đến đón phu nhân có phải bớt bà tám đi tôi đi theo anh bao nhiêu năm nay không xài được ánh mắt anh nhìn phu nhân rất khác cậu rảnh rỗi như vậy thì đi nghe ngóng tiến độ thu mua lục thị đi lục tổng Hôm nay anh lại tiện đường đi đâu vậy? Tay. Tay kia. Yên tâm đi, sắp khỏi rồi. Thuốc trị bỏng đó của anh tốt lắm. Tối nay bôi thêm lần nữa. Vẫn tiếp tục à? Nếu cô sợ đau thì đừng để bị thương. Anh cần ngôn, cô đừng có tác oai tác quái, giúp tôi điều tra một người, ai? Chủ tịch công ty Evan không quen không điều tra được ai ia yeah. anh cần ngôn hoặc là cơm miệng hoặc là xuống xe tự cô chọn đi tôi nói cho anh biết nếu anh thật sự không quen vậy thì anh phải lo lắng rồi vị tiểu thư hạ nhược an bạch nguyệt quang của anh bây giờ toàn bộ công ty đều biết cô ấy là phu nhân chủ tịch phu nhân chủ tịch. Đây là việc tốt mà cậu làm đó à? Lục Tổng trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty đó? Hơn nữa là trở thành phu nhân chủ tịch. Tôi không quan tâm có phải là lợn lành chữa thành lợn què hay không. Cậu coi Thẩm Vân là đồ ngốc sao? tôi rồi xảy ra chuyện lớn rồi phu nhân à may mà cô đã để tập đoàn hạ thị đặt thêm đơn hàng thành tích tháng này của chúng ta không cần lo nữa rồi tô nam tinh còn chưa biết hàng mẫu của cô ta chắc chắn sẽ không làm ra được phu nhân cô yên tâm đi tôi đã sắp xếp xong rồi hơn nữa chỉ cần kéo dài thêm mấy ngày thì bản thiết kế của cô ta sẽ chẳng tới lúc đó thời gian chậm trễ Trách nhiệm đều thuộc về cô ta. Chúng ta có thể thuận lợi đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi. Được. Không hay rồi. Tô Nam Tinh tới một phòng làm việc chưa sử dụng. Hình như muốn tự làm hàng mẫu. Cái gì? Tô Nam Tinh. Đây chính là cơ hội cô tặng cho tôi đấy. Alo, thư ký Tống sao? Dì Vân nói tôi có khó khăn gì, đều có thể tìm anh giúp đỡ anh hãy chuẩn bị cho tôi một món đồ có trách thì trách cô đã đắc tội với phu nhân. rất tốt. lục tổng, phu nhân vẫn không nghe điện thoại, không phải đã xảy ra chuyện gì tiếp rồi chứ? Alo. Phu nhân, phiền cô xuống đây một chuyến. Có chuyện gì thế? Lục tổng. À quên là tôi. Tôi mang thuốc trị bỏng cho cô. Cậu mang sao? Được, vậy chờ tôi xuống. Lục tổng phu nhân nói. Tô Nam Tinh, cô bị sao vậy? Hàng mẫu. may quá không có vấn đề gì có chuyện gì vậy nghiêm trọng không không sao may mà anh gọi điện thoại cho tôi nếu không thì đã bị thương vào mắt rồi anh cần ngôn sao anh lại đến đây mắt của trưởng phòng tô bị sao vậy Chị Nhược An, lần này Tô Nam Tinh sẽ không có cách nào tiếp tục đối đầu với chị nữa rồi. Nhưng mà người đàn ông đó có liên quan gì đến cô ta nhỉ? Không lẽ là chồng của cô ta? Chồng gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một con tiện nhân, dụ dỗ anh cần ngôn thôi. Sao chị Nhược An lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Phu nhân chủ tịch ở bên ngoài có. kính lúp trong phòng làm việc bị người khác đánh cháo. Thiết bị của chúng ta đều có thống nhất mã nội bộ. Nhưng chiếc này không có. Hơn nữa chiếc kính lúp này đã bị xử lý trước. Sẽ bị vỡ vụn khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Nếu như không phải lúc gọi điện thoại phu nhân phân tâm, chắc đã. Chắc đã bị mù rồi. Là ai làm? Là một trợ lý thiết kế tên là công chức. Camera ở cô ta vào phòng làm việc đánh cháo kính lúp. Nhưng cũng có thể nghe theo sự chỉ đạo của Nhược An Tiểu Thư. À đúng rồi, Ngoài ra tôi còn điều tra ra, sau khi Nhật An tiểu thư vào công ty, luôn lôi bày kết phái đàn áp phu nhân. Không những làm tay của phu nhân bị thương, còn lấy các bản vẽ thiết kế của phu nay lại còn. Không phải tôi nói cậu đều người trong trường sao. Là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng chuyện này đều đã bị che giấu đi. Tôi cũng phải hỏi một số nhân viên mới biết được. Tức là có người dối trên lừa dưới có thể không chỉ một người. <laughs> May mắn cho cô lần này. May chỉ bị thương ở mí mắt thôi, đừng nhìn chảy nhiều máu. Thật ra không bị thương vào bên trong Nhưng mà mắt của cô trong thời gian này không thể sử dụng được nữa đâu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Này, anh bị làm sao vậy chứ? Bạn gái xảy ra chuyện lớn như thế cũng không ở bên cạnh. Công việc quan trọng hay là vợ mình quan trọng? Thật ra anh ấy có khuôn mặt lạnh lùng chút thôi, chứ đối với tôi cũng tốt lắm. Có thể đi được chưa? Có thể đi được rồi. Vết thương này không được để dính nước đâu. Cảm ơn. À đúng rồi, mặt lạnh thì phải sớm được điều trị nhé hôm khác đến đặt số khám nhé lục cẩn ngôn thả tôi xuống tự tôi có thể đi được lục cẩn ngôn anh lại nổi điên gì vậy từ trước đi tôi nuôi cô cái cái gì vậy trời từ nhỏ tính đố kỵ của nhược an đã rất mạnh vết thương của cô nhược an nhược an tôi biết lại vì tiểu thanh mai của anh Tôi không có ý này. Tôi biết anh căn bản không thích Hạ Nhược An. Thứ anh sợ chính là thực lực của Hạ gia đúng không? Cô đều biết hết rồi sao, tôi đâu có ngốc. Nếu anh thật sự thích cô ta thì anh đã lấy luôn cô ấy, sau đó liên hợp cùng với Hạ gia đối phó với Thẩm Vân, đó chẳng phải ai cũng sẽ vui sao? Ai yeah, Hạ Nhược An này vừa rốt vừa đáng thương. Ghét tôi nhưng lại không làm gì được tôi. Huống hồ, anh căn bản không thích cô ta ánh mắt anh nhìn cô ta còn không bằng nhìn tôi ơ ờ, chờ chút không phải anh nếu cô đã biết hết mọi chuyện thì hãy nghỉ ngơi đi lục cẩn ngôn anh chạy gì chứ tôi được rồi tôi đang không hiểu tại sao thời gian gần đây anh lại nhàn rỗi như vậy vừa đón tôi tan ca lại vừa mua thuốc trị bỏng cho tôi không phải anh thật sự thích tôi đấy chứ tôi tôi gì mà tôi lục cẩn ngôn anh đừng quên ban đầu anh là người nghi ngờ tôi là người của thẩm vân ngộ nhỡ tôi nhớ ra mọi chuyện tôi đính thực là người của thẩm vân vậy thì anh phải làm sao anh làm gì vậy cô cho rằng tôi sẽ thích một người phụ nữ có lai lịch bất minh sao hãy nghỉ ngơi đi hãy nhớ giao dịch giữa chúng ta diễn cho tốt vai diễn vợ của tôi tôi giúp cô tìm lại quá khứ ngoan ngoãn ở đây đừng có đi đâu lục cẩn ngôn anh đừng hối hận lục cẩn ngôn anh chạy gì chứ tôi được rồi tôi đang không hiểu tại sao thời gian gần đây anh lại nhàn rỗi như vậy vừa đón tôi tan ca lại vừa mua thuốc trị bỏng cho tôi không phải anh thật sự thích tôi đấy chứ tôi nam tinh đây chính là thích sao phu nhân sáng hôm nay muốn ăn gì đều được nhanh lên nhé tôi muộn giờ làm Phu nhân, cô vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi. Lục tổng đã giúp cô xin nghỉ phép rồi. Lục Cẩn Ngôn anh có ý gì chứ? Cô đẹp như vậy, nếu không muốn mắt bị mù thì hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay tôi làm việc tại nhà, cậu đi tới công ty. Tô Nam Tinh Cô rút cuộc là ai? Tuy mất trí, nhưng tính cách lại mạnh mẽ như vậy. Không có chút vết tích nào về quá khứ của cô, trên người cô. Rút cuộc có cất giấu bí mật như thế nào? Chảo lạnh, dầu rộng. Chảo lạnh còn có thể hiểu được, nhưng dầu rộng có ý gì nhỉ? Đứng im, hả? Cô làm gì vậy? Cô có biết như vậy rất nguy hiểm không? Ồ, anh đang quan tâm tôi à? Cô làm như vậy rất dễ gây ra hỏa hoạn. Anh thích tôi, nên mới quan tâm tôi. Tôi nam tinh đủ rồi đấy. Anh phải tin tưởng tôi chứ. Chờ chút nhé. Cô làm gì vậy? Cô có biết như vậy rất nguy hiểm không? Ồ, anh đang quan tâm cô làm như vậy rất dễ gây ra hỏa hoạn. Anh thích tôi nên mới quan tô nam tinh đủ rồi đấy. Ừ. Anh phải tin tưởng tôi chứ. Chờ chút nhé. Cô không được phép đi vào nữa. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì cả hai chúng ta sẽ đều phải chết. Nhưng nếu tôi không nấu ăn thì hai chúng ta sẽ chết đói. Có thể gọi món mang về. Thật ngại quá. Hôm nay tôi chỉ muốn tự nấu. Tôi Nam Tinh Giúp của cô muốn thế nào? Tôi muốn đi làm Đi làm? Dùng cánh tay phải Đen đuổi này của cô Tôi đương nhiên phải đi làm rồi Tôi nợ anh nhiều tiền như vậy Nếu không thì làm sao tôi có thể trả lại cho anh được? Một trăm triệu Cô cho rằng với năng lực của cô Trong vòng một năm có thể trả hết Có ý gì? Ồ, oh, trong mắt của anh tôi như chỉ một thằng hề Không đáng một xu như vậy sao? tôi không có ý đó nhưng khi nãy anh vừa nói rồi tôi chính là không có năng lực như vậy làm gì đó làm gì thế anh biết nấu ăn à ôi anh còn biết ăn mì tôm hả đói nhiều rồi sẽ biết anh anh mà cũng bị đói sao khi còn rất nhỏ tôi có thể đồng ý để cô quay lại làm việc nhưng cô phải hứa với tôi một việc được, đảm bảo sẽ phối hợp. Dưỡng vết thương cho tốt, anh ân cần quá đấy anh cần ngôn. Ăn nói cho cẩn thận. Lục Tổng hôm nay đến công ty phần trăm cuối cùng đã lấy được rồi. Hiện nay, toàn bộ quyền sở hữu cổ phiếu cộng lại đã vượt quá 51%, có thể mở cuộc họp cổ đông rồi. Rất tốt. Đã đến lúc lấy lại đồ của mẹ rồi. Thật ra lần này tốc độ có thể nhanh như vậy, chủ yếu là doanh thu của Evan tăng lên rất nhiều. Nghe nói thiết kế ngày lễ tình nhân của phu nhân bán rất chạy. Hơn nữa bọn họ còn muốn mở tiệc chúc mừng. Tiệc chúc mừng. Chủ thiết kế bị hại thì không điều tra. Còn có mặt mũi tổ chức tiệc chúc mừng. Tô Nam Tinh cũng đi à? Phu nhân nói mắt của cô ấy đã khỏi rồi. Buổi tiệc chúc mừng này cô ấy nhất định phải đi. Vậy nên... Hỏng rồi. Không phải phu nhân muốn đại náo tiệc chúc mừng đấy chứ. Lập tức đi tới tiệc chúc mừng. Các vị, thành tích tháng này của chúng ta đã vượt kỷ lục những năm trước đây, bộ phận thiết kế chúng ta lập công lớn rồi. Theo thường lệ, công ty chúng ta sẽ tặng thưởng cho bộ phận thiết kế chúng ta số tiền 1 triệu. Chúng ta tất cả đều nhờ có công lao của trưởng phòng Hạ. Bởi vì từ sau khi trưởng phòng hạ và bộ phận thiết kế của công ty chúng ta rất dẫn dẫn bộ phận thiết kế chúng ta tạo ra rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Cô có biết không, cô ấy chính là phu nhân chủ tịch, thật vậy sao? Tôi còn chưa được gặp chủ tịch. Không ngờ đời này còn được gặp phu nhân chủ tịch. Tôi nam tinh, cô có lợi hại hơn nữa thì cũng có tác dụng gì chứ, không có ai nhớ đến cô. Cô chẳng qua chỉ là đá lót đường cho tôi mà thôi. Ôi náo nhiệt quá nhỉ, sao lại không có ai mời tôi nhỉ? tô nam tinh sao cô lại đến đây vết thương của cô khỏi rồi à giám đốc trần cho tôi mượn một chút trưởng phòng tô hồi phục nhanh đấy nhỉ tô nam tinh cô bị điên rồi sao phu nhân tô nam tinh cô to gan quá rồi đấy đây là phu nhân chủ tịch đó tô nam tinh ai có cô dũng cảm mà cô dám ở đây hỗn sược ai cho tôi dũng cảm à vậy thì là ai cho các người dũng cảm cùng liên kết lại làm hại mắt của tôi tô nam tinh cô đang nói gì vậy đó là do cô thao tác không chính xác nên dẫn đến kính lúc bị nổ có liên quan gì đến chúng tôi và phu nhân chứ tô nam tinh cô dám vu khống cho phu nhân cô chết chắc rồi tô nam tinh cô cút ra ngoài cho tôi tôi cút sao vậy cô cút trước để thị phạm cho tôi xem đi người đâu Hãy tổng cổ con đàn bà điên này ra ngoài. Tôi chính là phu nhân chủ tịch. Tôi nói gì thì chính là như thế, phu nhân. Cô thật sự cầm cọng lông gà mà cho đó là lệnh tiễn. Người khác không biết, nhưng trong lòng cô và tôi chắc rõ nhỉ? Sợ là cô. Đến chủ tịch của Evan là ai còn không biết. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Chồng tôi là ai làm sao tôi lại có thể không biết được chứ? Ơ ờ, cô có chồng à? Vậy cô cứ dính lấy chồng của tôi. Tống Nam Tinh, gì? cô nói dối mà không nghe ngóng trước sao? Sao phu nhân chủ tịch? Phu nhân Không lẽ người đàn ông hôm đó Cô hóa ra cũng có người biết à Cô trời bời ở bên ngoài như vậy Lục Cẩn Ngôn có biết không Có cần tôi gọi điện thoại cho anh ấy Nói cho anh ấy một tiếng Tô Nam Tinh cô Tô Nam Tinh, Lục Cẩn Ngôn Tiểu lục tổng của Lục Thị Phu nhân của anh ấy Làm sao có thể phải vất vả đi phỏng vấn như vậy Không sai, Tô Nam Tinh Cô là một con đàn bà xuất thân thấp hèn Ai mà tin cô là Lục Phu Nhân chứ cho dù tôi không phải là phu nhân chủ tịch Evan, thì tôi cũng là đại tiểu thư người mà các người không thể đắc tôi được. Huống hồ mọi người đều biết. Hạ gia và lục gia là thế giao. Tôi và anh lục ngôn từ nhỏ lớn lên bên nhau. Tôi có thể đảm bảo với mọi người, cô ta chắc chắn anh không phải của cô ta ra ngoài cho tôi. Ai nói cô ấy không phải là lục phu nhân? Ai nói cô ấy không phải là lục phu nhân? Anh cần ngôn sao anh lại đến đây? không lẽ thật sự là tiểu lục tổng nam tinh chính là phu nhân cua tiểu lục tổng anh đến làm gì đến đón phu nhân của tôi về nhà anh uống nhầm thuốc rồi à không phải anh vì hạ nhược an đến đây đó chứ tôi nói cho anh biết hôm nay cho dù anh có ngăn cản tôi thì tôi nhất định vẫn phải báo thủ tôi không ngăn cản cô cô muốn làm gì thì làm đi anh có biết việc anh xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì không tôi biết anh làm như vậy thì mọi nỗ lực trước đây của anh đều sẽ vô ích chuyện này không cần phu nhân phải bận tâm cô là phu nhân của tôi tôi sẽ không để cô phải chịu bất cứ tổn hại nào làm sao tô nam tinh lại là phu nhân chủ tịch được chuyện này không thể nào tiểu lục tổng thật sự ngại quá tôi không biết hôm nay anh sẽ đến tôi lại càng không biết trưởng phòng tôi là phu nhân của anh đã tiếp đón không chú đáo rồi đúng là anh đã tiếp đón không chú đáo tiểu lục tổng lời này của anh có ý gì vậy phu nhân của tôi vào làm việc một tháng tay bị bỏng mắt cũng bị thương Bản vẽ thiết kế cũng bị trộm luôn mắt. luôn bị làm khó. Trần Vạn Chỉ Tập tục bẩn thỉu này của Evan, anh quản tốt thật đấy. Lục Tổng Tôi biết anh đang muốn bảo vệ vợ mình. Nhưng chuyện phu nhân bị thương, tôi nhất định sẽ tự điều tra, nhất định sẽ có lời giải thích cho phu nhân. Nhưng vấn đề quản lý nội bộ của chúng tôi thì thôi không làm phiền đến anh. Hỗ sược Tiên sinh, sao lại là anh? Đây là trợ lý của chủ tịch anh ấy là người Thì truyền tải chỉ đạo của chủ tịch thật. tiên sinh nếu anh đến rồi vậy chủ tịch đâu chẳng phải chủ tịch đang ở trước mặt mọi người sao lục tổng phu nhân nói nửa ngày mà các người đến chủ tịch công ty mình còn không biết là ai à vậy tiểu lục tổng là chủ tịch cô là phu nhân chủ tịch vậy cô là cái thứ gì chứ sao có thể anh cần ngôn tại sao lại là chủ tịch của evan được chứ chị nhược an phu nhân chủ tịch không phải là chị sao? Chuyện này là thế nào? Cái gì mà thế nào? Do các người ngu dốt tự nhận nhầm người. Tôi cũng đâu có ép các người gọi như vậy. Tôi đường đường là đại tiểu thư hạ gia. Đâu cần phải để ý. Tới danh hiệu phu nhân chủ chị Nhật An, chị. Vậy nên, vậy nên chúng ta luôn nhầm lẫn. Chúng ta còn giúp Hạ Nhược An bắt nạt phu nhân chủ tịch thật. Các người nói xem, giúp cuộc chúng ta làm sai chuyện gì vậy? Các người đúng là đã sai rồi. Trợ lý Hách, sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, mắt của phu nhân bị thương là do có người cố ý tráo đổi kính lúc. Đây chính là hình ảnh mà camera giấu kín trong phòng làm việc quay được. Thì ra là do cô. Không phải tôi, video này chắc chắn là giả đấy. Không phải tôi đâu, thì ra là công chức cô làm hại trưởng phòng tôi à. Không. Là cô. Chính là cô ngay từ khi tôi bắt đầu vào công ty đã liền ninh bộ tôi đầu tiên là làm tay phải của tô nam tinh bị thương sau đó lại ăn cắp bản thiết kế của tô nam tinh những thứ này đều là thủ đoạn cô nịnh bộ tôi công chức cô thật là điên rồ đấy không không phải như thế không phải như thế anh cần ngôn sự thật đã được phơi này rồi đều do cô ta làm chị tô thật sự xin lỗi nhé chắc tôi không nhìn rõ bản chất của người ta không phát hiện sớm ung nhọt này hại chị bị thương hạ nhật an cô là đồ lừa đảo tôi phải vạch trần cô đều do cô chính cô đã sai khiến tôi làm hại trưởng phòng hạ tôi có ghi âm tôi có ghi âm cô lại dám giấu tôi ghi âm à cô trưởng phòng hạ đều là hạ nhật an lừa tôi còn có trần vạn chỉ nữa hai người bọn họ đã sớm cấu kết với nhau bản vẽ thiết kế cũng là hắn ta lấy cắp may nói láo đừng có ngậm máu phun người có phải là ngậm máu phun người hay không ở trong lòng anh hiểu rõ nhất. Tôi sai rồi, tôi không nên đối xử như vậy với phu nhân. Tôi tự vả miệng, tự vả miệng. Trần Vạn Trì, tài liệu trong tay của tôi. Có ghi chép trong những năm gần đây, anh lợi dụng chức vụ để tham bao gồm cả việc hạ nhập An vào Evan. Anh cũng ăn không ít nhỉ. Tôi, Lục Tổng, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Anh hãy tha cho tôi đi mà. Trưởng phòng hạ, cô xem, đều do bọn họ uy hiếp tôi phải làm như vậy. Tôi không muốn hại cô đâu. Tôi biết tôi có lỗi với cô Nhưng mà có thể Cầu xin cô tha cho tôi được không? Anh cần ngôn, đều là cô ta vu khống cho em. Nếu chỉ dựa vào chỗ ghi âm này thì làm sao có thể chứng minh Hạ em? Hạ tiểu thư, đây là những mảnh vụ của kính nút được tìm thấy ở hiện trường. Chúng tôi sẽ giao cho phía cảnh sát để điều tra vân tay. Không không, tôi là đại tiểu thư Hạ Gia, các người sẽ không dám làm gì tôi. Hạ Nhược An, cái tát này vì bản thân tôi. Cô nhận nổi đấy. Tô Nam tin cô dám đánh tôi à? Cái tát này vì Evan. Cô đã phá hỏng nếp sống. Sao nào? Anh đau lòng rồi à? Tay vừa mới khỏi. Đừng đánh nữa. Loại chuyện này. Hãy để trợ lý hách làm là được rồi. Phu nhân, người hại cô sẽ xử lý như thế nào? Đáng ngồi tù thì ngồi tù. Đáng cải tạo thì cải tạo. Ngồi tù, tôi, không, anh không thể ngồi tù được. Em em sẽ về nói với bố của em. Em sẽ nói ông ấy giúp anh có sự trợ giúp của Hạ Thị. Anh nhất định sẽ ngồi vào vị trí của Lục Thị. Nhược An, hãy cải tạo cho tốt. Nếu không tôi sẽ xử lý Hà Gia. Không lẽ, Hạ Tiểu Thư, không lẽ anh đã? Cảnh sát đang ở bên ngoài, nhưng việc còn lại cô hãy đi nói với bọn họ đi. Anh cần ngôn. Sao anh lại những tâm đối xử với em như vậy? Anh cần ngôn. Trưởng phòng tô, trưởng phòng tô cầu xin cô hãy cứu tôi. Lục tổng, lục tổng. Lục tổng, tôi là ngồi tù hay là đi cải tạo vậy? Lục tổng. Chuyện này. Cậu xử lý là được. Ông chủ của Evan chính là Lục Cẩn Ngôn. Evan tăng cho Lục Cẩn Ngôn 3% cổ phần. Tin tức quan trọng như vậy, tại sao Nhược An lại không điều tra ra được? Nhược An hiện đang ở trong trại tạm giam. Mọi việc cô ấy làm đều đã bị phát hiện. Đồ vô dụng. Nói cô ta khử Tô Nam Tinh đi, kết quả người ta vẫn yên ổn ở đó còn bản thân thì vào trong nhà giam. Ta còn đang hy vọng cô ta có thể giữ chân lục cần ngôn vài năm. Ta đúng là đề cao cô ta quá rồi. Là Nhược An tiểu thư, có nghe không? Con gái của hạ gia đương nhiên sẽ do hạ gia chăm sóc. Chúng ta bận tâm gì chứ? vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì gần đây tôi muốn đi ra ngoài một chuyến nhưng trước đó lục cẩn ngôn và tô nam tinh bắt buộc phải chết hiểu rồi này hôm nay anh để lộ thân phận của mình anh không sợ thẩm vân sẽ biết tất cả sao bà ta biết thì đã sao dù sao thì bây giờ tôi cũng là cổ đông lớn nhất cô không thể uống thêm được nữa cô uống nhiều quá rồi tôi chưa uống đủ vẫn muốn uống nữa anh nói xem tôi đã bị mất trí tại sao không có ai đang thông báo tìm người mất tích tôi thật sự kém cỏi vậy sao cô rất tốt đi nghỉ ngơi thôi tôi vẫn muốn uống nữa anh thả tôi xuống tô nam tinh cô uống say rồi tôi chưa say mà lục cẩn ngôn tại sao anh lại nói dối tôi rõ ràng anh thích tôi tại sao anh lại không thừa nhận tôi tim đập nhanh như vậy tôi đều nghe thấy rồi tô nam tinh cô uống say rồi tôi chưa say mà tôi chỉ là cảm thấy hôm nay anh cũng vừa mắt lắm tô nam tinh tô nam tinh cô cắn tôi đây chính là cái giá anh đã lừa tôi tránh ra tôi đi tắm tô nam tinh cô giả say Ông nội, ông nội. Ông nội, ông nội. Bác sĩ nhất định phải cứu ông nội của tôi. Chị Linh, người bọn họ muốn giết chính là chị. Bọn chúng biết định vị điện thoại. Chị mau ném điện thoại đi. Lục Tổng, phía thẩm vân không có bất cứ động tĩnh nào thế thì không cần phải nương tay đâu cứ làm theo kế hoạch lục cẩn ngôn tôi cầu xin anh hãy cứu ông nội tôi tô nam tinh tô nam tinh có phải cô nhớ ra chuyện gì rồi có phải cô nhớ ra rồi không Tử lượng kém thật đấy. Tử phẩm cũng kém. Thì ra cô cũng biết khóc à? Anh đã làm gì tôi? Cô làm gì vậy? Tôi nói anh đã làm gì tôi. Tối hôm qua cô uống say, cứ kéo tôi lại không cho Có đi. Có vấn đề gì sao? Vậy thì anh, chúng ta không làm gì hết, chỉ ngủ thôi. Sao thế thật sao? Hay là Cô muốn xảy ra chút việc gì đó, nhưng đồ của tôi đã bị anh thay, chúng ta không xảy ra chuyện gì sao? Tôi chỉ giúp cô thay đồ thôi, không làm gì hết, hơn nữa có phải chưa từng nhìn qua đâu? Anh, có còn là đàn ông không vậy? Có phải là đàn ông hay không có nói là được sao? Có phải trí nhớ của cô đều khôi phục rồi phải không? Khôi phục trí nhớ. Tối hôm qua cô luôn miệng gọi ông nội. Cứu ông nội của cô. Cô không có ấn tượng gì sao? Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ ra thì hãy nghĩ lại đi. Nói việc chính. Tôi muốn cô đại diện cho Evan đi tham gia buổi triển lãm trang sức quốc tế. Không phải, những buổi triển lãm trang sức quốc tế số tiền giao dịch đều mấy trăm triệu. Anh để tôi đi. Nhất định phải là cô. Tại sao? Bởi vì cô là phu nhân của Lục Cẩn Ngôn tôi. Ai ia, yeah. xem ra Lục Tổng không dự tính sẽ tiếp tục diễn nữa. Sao nào, anh tính sẽ lật bài ngửa với thẩm vân sao? Vậy nên, vất vả cho phu nhân rồi. Vợ chồng thân nhưng cũng phải tính toán rõ ràng. Chỉ cần hoa hồng đủ nhiều, thì tôi không vấn đề. Cô có thể đừng bàn chuyện tiền nong với tôi được không? Sao nào? Lục Tổng muốn bàn chuyện tình cảm với tôi sao? Nằm mơ. Phu nhân, tôi đưa cô đến sân bay. Lục cần ngôn đâu? Lục Tổng có cuộc họp khẩn cấp không thể đi được. Bình thường cũng đâu thấy anh ấy có nhiều công việc phải làm như vậy. Lục Tổng đều chuẩn bị xong rồi. Thông báo cho tất cả người của Lục Thị. Ba ngày sau sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Dạ. Lục Tổng, phu nhân dẫn đầu đoàn tại triển lãm trang sức quốc tế. Số tiền giao dịch đang dẫn đầu đoàn. trong 3 ngày số tiền tích lũy vượt quá 2 tỷ. Tôi hy vọng khi cô ấy đứng trên sân khấu thế giới, sẽ có người biết đến thân phận của cô ấy. Nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm ở xung quanh. Cậu sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong Ngoài ra còn sắp xếp 3 đội bảo vệ và lái xe. Cùng đi đón phu nhân. Lục Tổng đừng nhìn nữa, tối nay sẽ được nhìn thấy rồi. Cậu nói làm thế là anh không thể che giấu tâm tư của mình. Khi phu nhân ở đây thì không sao. Khi phu nhân vắng mặt, anh chỉ hận không thể chui luôn vào trong tivi được kìa. Theo tôi thấy, thì anh nên thành thật với phu nhân. Chuyện tỏ tình. Đàn ông phải chủ động mới được. Đại hội cổ đông sắp bắt đầu rồi. Xuất phát thôi. Giúp tôi đặt một bó hoa. Không vấn đề. Không cần, không cần. Ông à, đây là canh gà, không đắng đâu hãy tin tôi. Không uống không uống đâu. Triển lãm trang sức quốc tế lần này, trang sức Evan do trưởng phòng thiết kế Tô Nam Tinh dẫn đội. Số tiền giao dịch dẫn đầu rất xa, liên tiếp 3 ngày. Đã vượt qua 1 tỷ. Linh Linh là Linh 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 Linh. Sao có thể là đại tiểu thư chứ? Linh Linh kìa. Xin chào phu nhân, anh là... Trợ lý Hảo điều tôi đến đón cô. Phu nhân, đặt hành lý của cô lên xe chất vả rồi. Phu nhân xin mời. À đúng rồi chồng tôi đâu. Không lẽ phu nhân quên rồi sao? Hôm nay Lục Tổng phải tham gia đại hội của Đông mà. Anh không phải là người của Lục Cẩn Ngôn. Chuyện đại hội của Đông anh ấy sẽ không bao giờ nói cho lái xe biết. Tôi đến để lấy mạng của cô ha ha. Cái gì? Các anh không đón được phu nhân. Lục Cẩn Ngôn Nếu muốn cứu mạng người đàn bà của anh, hãy đến ngay công trường số 23 Thành Nam. Hãy nhớ. Đến một mình. Nếu không, nếu không tôi sẽ người người đàn bà của anh. Thành nền của toàn nhà này, Lục Tổng tôi đi cứu phu nhân. Anh không Đúng cần, đi. để tôi đi. Lục Tổng đây rõ ràng đang nhằm vào anh tôi biết nhưng tôi bắt buộc phải đi hãy nhớ cậu không chỉ đại diện cho một mình tôi lục tổng sao còn chưa đến kỳ lạ quá sao còn chưa bắt đầu đúng thế thời gian rõ ràng là do anh ta đặt ra đây chẳng phải đang khoe mẽ sao sao rồi phối hợp một chút chụp tấm ảnh để dục chồng của cô nhé được đẹp lắm ha ha anh là người do thẩm vân điều đến sao không cần phải thăm thế dò thế này đi tôi nữa đâu. chúng ta thương lượng một chút anh hợp tác với tôi dù sao thì ý đồ của anh chính là tiền nếu anh hợp tác cùng với thẩm vân bà ấy vì để giữ kín bí mật chắc chắn sẽ không giữ anh lại tới sau cùng sợ là anh sẽ mất hết tất cả đã nhìn thấy thùng nước này chưa, hả? Cô muốn nói những lời nhảm nhỉ à? Chờ chút, tôi nói cho anh biết tôi sợ nước. Nếu anh dìm tôi xuống thì tôi sẽ chết. Chờ lát nữa Lục Cẩn Ngôn đến. Anh xem anh có thể nhận được tiền không? Cứ yên tâm đi. Về phương diện giày vò người khác. Tôi giỏi lắm. Chắc chắn sẽ không để cô chết đâu. Nhưng tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Thả cô ấy ra lục tổng quả nhiên rất giữ chữ tín thật sự dám đến một mình xem ra anh thực sự rất quan tâm đến người phụ nữ này đúng không thật ra tôi căn bản không phải vợ của anh ấy chúng tôi chỉ là vợ chồng giả thôi anh mang tôi ra căn bản không thể uy hiếp được anh ấy nói nhảm quỳ xuống tôi nam tinh lục cẩn ngôn anh nghe đây hắn ta chỉ muốn giết con tin anh mau đi đi con tiện nhân đi đi sống được ai thì sống thả cô ấy ra đứng im vừa rồi tao đã nói rồi mày hãy quỳ xuống nếu không bây giờ tao sẽ dìm chết cô ta anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh đủ rồi tôi quỳ anh còn muốn làm gì lục cẩn ngôn anh mau đứng dậy anh không thể quỳ gối trước thẩm vân được cô yên tâm Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu. Tôi đã quỳ rồi. Anh còn muốn tôi làm gì? Tiền. Tôi muốn tiền. 3 tỷ đô la Mỹ. Sao còn chưa đến? Đúng thế. Sao còn chưa đến chứ? Giúp cuộc cuộc họp này có họp nữa hay không? Thẩm tổng, bà là Phó Chủ tịch Tập đoàn Lục Thị. Không thì bà hãy đưa ra chủ ý đi. Các vị thật sự rất xin lỗi. Người thư kế này của chúng tôi sống ở nước ngoài đã lâu, lười biếng quen rồi. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi các anh. Nghe nói, anh ta thậm chí còn không xuất hiện ở tang lễ của lão Lục. Chẳng trách, Lục Cẩn Ngôn. Chỉ có 30% cổ phần. Chúng ta nhiều người như vậy dựa vào đâu mà nghe hắn ta. Mọi người đều rất bận rộn với công việc. Tôi cũng không thể làm ảnh hưởng đến mọi người. Thế này đi, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết. Những ai đồng ý bãi bỏ cuộc họp hội đồng xin hãy giơ tay. Chờ chút, Hách Hữu Thiên, sao cậu lại đến đây? Đây là cuộc họp cổ đông của Lục Thị. Cậu là cổ đông sao? Thẩm Tổng tuy tôi không phải là cổ đông, nhưng tôi là người đại diện của cổ đông Lục Thị Lục Tổng, Trang Sức Evan và mười mấy công ty khác. Đây chính là thư ủy quyền của tôi. Chuyện này, những thứ này cộng lại đã chiếm 51% cổ phần của tập đoàn Lục Thị rồi. Đây không lẽ không lẽ chính là thực lực của Lục Cần Ngôn sao? Thế này là thế nào? Tại sao có những mười mấy công ty không phải nói chỉ có một công ty Evan thôi sao? Nếu như các vị nghi ngờ, có thể kiểm tra từng công ty một. Ba tỷ lại còn là đô la Mỹ. Anh, tôi biết hắn ta trả được không phải cô vừa giúp hắn ta kiếm được hai tỷ sao hà hà mày muốn chết à tôi nam tinh Tô tiểu thư chúng tôi đã cố gắng hết sức thuốc hoạt huyết tim của lão ra bị đánh cháo rồi chị linh người bọn chúng muốn giết thực sự là chị bọn họ đụng vào phanh xe của tôi muốn chết à? lục cần ngôn, mày cứ dương mắt lên nhìn, người phụ nữ mày yêu bị hành hạ đến chết mà bản thân lại không thể làm gì được, trong lòng chắc chắn rất thống khổ phải không? ha 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 ha. nhưng mà không sao, anh sẽ để cho chúng mày được đoàn tụ. Lục Cẩn Ngôn Mày muốn chết à Nếu mày còn không cứu vợ mày Thì vợ mày sẽ không còn tính mạng đâu Tô Nam Tinh 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 tô nam, 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 nam tinh tốt quá rồi cô không sao rút cuộc có thích tôi không Tô Nam Tinh anh thích em. Anh thích em. Em đừng dọa anh. Em đừng dọa anh mà. Thẩm Tổng đã xác nhận rồi. Con dấu đều là thật. Cầm chỗ giấy vụ này mà cũng muốn làm tên bản sao? Cậu chỉ là một thằng trợ lý nhỏ cầm giày đỡ áo cho Lục Cần Ngôn. dựa vào đâu mà tôi tin tưởng cậu bà có biết hậu quả của hành động này không ha ha hậu quả chỗ giấy vụ này thì có gì đáng sợ chứ cho dù những chỗ này là thật vậy lục cẩn ngôn đâu hả à. những buổi họp như này mà cậu ta còn không đến cũng quá coi thường đám người chúng tôi rồi không sai hãy gọi lục cẩn ngôn ra đây đúng gọi cậu ta ra đây Lục tổng, anh mà còn không tới, tôi thật sự không giữ chân được nữa rồi. Lục Cẩn Ngôn mà muốn tới, cũng hắn ta cũng phải còn mạng đã chứ. Được rồi, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ mở loa ngoài. Xin chào các vị, tôi là Lục Cẩn Ngôn, sao có thể chứ, sao hắn ta vẫn còn sống chứ? Bệnh nhân bị viêm phổi nặng, vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị anh là anh là người nhà của bệnh nhân à tôi là chồng của cô ấy vậy anh hãy chăm sóc tốt cho bệnh nhân em nhất định phải tỉnh lại lục tổng chúng ta thành công rồi thành công rồi chúng ta ra ngoài nói linh linh à bắt đầu từ hôm nay cháu đã trưởng thành rồi ông nội chỉ có một mong ước chỉ mong cháu mỗi ngày đều sống thật vui vẻ đúng là một đứa cháu ngoan của ông bây giờ tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay Tô Linh chính thức trở thành CEO của tập đoàn Tô Thị chúng ta. Mọi người chào mừng, chào mừng. Tôi đối với các vị chỉ có một yêu cầu, đó chính là làm tốt công việc của mình. Tô Thị chúng tôi không nuôi người nhàn hạ. Báo cáo. Xin chào đại tiểu tôi tên là Tô là lão gia nói tôi đến đây. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là trợ lý của cô. Thì ra mình tên là Tô Linh. Lục Tổng, hiện tại hội đồng quản trị đều là người của chúng ta đám cổ đông ủng hộ thẩm vân không dám có động tĩnh gì cả phía thẩm vân thì sao bà ta rất yên bàn giao công việc đám lái xe và kẻ bắt cóc đã trực tiếp khai nhận hành vi phạm tội Căn răng nói rằng chỉ vì tiền phía cảnh sát không có bất cứ bằng chứng nào bình thường bà ta sẽ không bị hạ gục dễ dàng như vậy theo dõi chặt chẽ bà ta dạ lục tổng lục tổng anh không sao chứ tôi nghỉ ngơi một lát là ổn Phu nhân đâu? Người ở đây đâu? Đại tiểu thư, thật sự không vậy mà tôi có thể nhìn thấy chị. Tôi biết ngay là chị nhất định vẫn còn sống. Tô Huyền, vất vả cho cô rồi. Ông nội, yên tâm đi. Đã cấp cứu được lão ra rồi. Nhưng mà, từ khi lão ra tỉnh lại luôn rất ngờ nghịch, không nhận ra ai cả. Bác sĩ nói lão ra bị mắc bệnh Alzheimer. Không sao, sống là tốt rồi. Đại tiểu thư, tiếp theo phải làm thế nào? Tôi có thể tìm thấy chị, thì chú của chị cũng sẽ tìm thấy chị. Bây giờ bọn họ đang bắt đầu điều tra rồi, không sao. Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Đại tiểu thư, chúng ta thật sự không còn thời gian nữa đâu. Chú của chị đang chuẩn bị cho bữa tiệc mừng thọ của lão gia. Nói là sẽ công bố bổ nhiệm của lão gia ở trong bữa tiệc mừng thọ. Tuyên bố ông ta chính là người thừa kế mới của Tô Thị. Bổ nhiệm đương nhiên là giả rồi, nhưng với tình trạng hiện nay của lão gia, căn bản không có cách nào có thể chứng minh chuyện này. Vậy nên chị Linh, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Đương nhiên là ăn miếng trả miếng rồi. Mau đi đi, đừng để người khác phát hiện ra. Tô <laughs> Nam Tinh, em muốn nhảy lầu sao? Không có, tôi chỉ muốn lên đây hóng gió chút thôi, cùng anh quay về. Anh thả tôi xuống. Nằm xuống. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Em còn đang bị ốm đấy, cần được nghỉ ngơi. Sức khỏe của tôi tôi biết. Không được. Không phải cậu nói sẽ không có sơ suất gì sao? Cậu nói cho tôi biết, tại sao Lục Cẩn Ngôn và Tô Nam Tinh vẫn còn sống? Tôi cũng không ngờ người đó lại thất bại. Không ngờ thằng khốn Lục Cẩn Ngôn đã cướp 51% cổ phần của tôi mà cậu không biết một chút gì cả. Là do tôi thất trách, bà hãy trừng phạt tôi đi. Tống Uyên, cậu có biết tất cả những thứ lục cần ngôn có đáng lẽ nên là của cậu. Vốn dĩ cậu mang họ lục. Tuy lục thị rất lớn, nhưng cũng chỉ là tỷ phú giang thành lục cận ngôn cho rằng bao nhiêu năm nay tôi chỉ có chút mối quan hệ này sao vậy thì hắn ta đã quá sai lầm rồi ý bà nói là tô ra ở đế đô chú nhỏ nhà họ tô mấy ngày nữa vừa hay đến giang thành chuyện này giao cho cậu đi làm đã hiểu vẫn là thẩm tổng anh minh như vậy thì lục cận ngôn muốn kiểm soát tập đoàn lục thị sẽ phải mất thêm thời gian nữa rồi con có thể khiến cho hắn ta loạn trong giặc ngoài hai hai phía đều không thể xử lý được không sai cuối cùng cậu cũng thông minh lên rồi là do thẩm tổng dạy dỗ tốt con nên gọi mẹ là gì mẹ ngoan đi đi ơ này anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì vậy em bị thương tôi phải có trách nhiệm Sao nào? Anh ấy nãy rồi sao? Chút sóng gió này có tính là gì chứ? Tôi trước đây, em trước đây. Hỏng rồi, nhất định không được để Lục Cẩn Ngôn biết mình đã phục hồi trí nhớ. Ý tôi nói là trước khi tôi mất trí nhớ, nhất định là đã trả qua việc còn đáng sợ hơn. Vừa rồi em ở trên sân thượng, có phải? muốn nhảy xuống phải không có vẻ như anh rất để tâm đến tôi nhỉ đúng tôi rất để tâm đến em không phải em đã biết rồi sao tôi thích em lục cẩn ngôn có phải anh nhập vai quá rồi phải không chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng hơn nữa không phải trước đây anh nói rồi sao anh căn bản sẽ không thích tôi một người lai lịch bất minh xin lỗi em trước đây là do tôi không đúng tôi xin lỗi em không phải chứ anh giai này bây giờ muốn tỏ tình sao không được nhất quyết không được thật ra khi em xảy ra chuyện tôi thật sự rất lo lắng tôi sợ ngộ nhỡ em thật sự xảy ra chuyện anh sẽ hối hận cả đời tôi nam tinh tôi thích em tôi không muốn chỉ là vợ chồng hợp đồng với em tôi muốn tôi không muốn không phải không phải anh cho rằng tôi thích anh đó chứ lục cận ngôn tôi chỉ là thấy anh thuận mắt chút thôi nhưng tôi thấy hách hữu thiên cũng rất thuận mắt tôi cũng không thể thích cả hai được nhỉ vậy nên em em vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều tại sao lại đau lòng chứ đây chính là thích sao lục cận ngôn xin lỗi anh em có việc em cần phải làm lục tổng Trước mắt, các công ty con của tập đoàn Lục Thị chưa đến một trên hai nằm trong trạng thái có lãi, trong đó không phải anh cho rằng tôi thích anh đó chứ. Lục Cận Ngôn, tôi chỉ là thấy anh thuận mắt chút thôi. Nhưng tôi thấy Hách Hữu Thiên cũng rất thuận mắt. Tôi cũng không thể thích cả hai được nhỉ. Lục Tổng Anh còn có vấn đề gì không? Tại sao cô ấy lại đột nhiên không thích mình nhỉ? Hà! Cậu cảm thấy tôi nam tinh cô ấy có thích tôi không tôi cảm thấy phu nhân đối với anh ít nhiều cũng có chút tình ý vậy tại sao cô ấy từ chối tôi từ chối lục tổng không lẽ anh đã tỏ tình rồi cô ấy không đồng ý lục tổng đây là do anh không hiểu rồi con gái ấy đều rất hưởng thụ quá trình được theo đuổi làm sao có chuyện mới một lần đã đến? anh phải để cô ấy nhìn thấy sự kiên nhẫn hiểu chưa có đáng tin không đương nhiên đáng tin rồi không phải cậu luôn độc thân sao chưa từng ăn thịt lợn không lẽ chưa được nhìn thấy lợn chạy à tôi có cách để anh theo đuổi được phu nhân lục cần ngôn à thay đổi phong cách một chút hả à, cũng ổn đấy chuẩn bị cho em chúc mừng em xuất viện ôi ngại quá tôi bị dị ứng với phấn hoa. <laughs> hách hữu thiên chọn đấy không liên quan đến tôi. Cậu ấy cũng biết chọn đấy nhỉ. Xuất viện mà chọn tặng hoa hồng. Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em. Tên hách hữu thiên đáng chết này. Chú ý gì vậy không biết. Không về nhà sao. Đến nhà hàng ăn làm gì. Trợ lý hách xin nghỉ rồi. Tối nay không có cơm ăn. Em thích loại nhà như thế nào? Nhà sao? Xe hoặc là cổ phiếu. Đều được. Em thích gì? Anh muốn tặng đồ cho tôi à? Em muốn tiền cũng được. Em đọc một số, tôi điền lại cho em. Lục Tổng, không có công không hưởng lộc. Nhưng mà... Anh muốn đền bù tai nạn lao động cũng được. Tôi không phải. Tô Thành. Hắn ta đến Giang Thành làm gì? Tô Thành. Hắn ta đến Giang Thành làm gì? Em nói gì vậy? À không có gì. Tô Nam Tinh. Tôi, chúng ta đi thôi. Anh làm sao thế? Trên mặt tôi có dính gì sao? Về nhà thôi. Xin chào hai vị, đây là hộp quà bí mật của cặp đôi tại nhà hàng chúng tôi. Vậy nên Món quà chính là một con rùa à Tuổi thọ của rùa rất dài Vừa hay có thể chứng kiến tình yêu của hai người Chăm sóc cho cẩn thận Nói không chừng còn có thể đưa tiễn anh đấy Tô Nam Tinh Hôm nay muộn quá rồi, có việc gì thì ngày mai nói nhé. Em hãy nhìn vào mắt của tôi, có phải em đã khôi phục lại trí nhớ rồi không? Tô ra chắc chắn không phải là thứ mà Lục Cẩn Ngôn có thể đụng vào, nhất định không thể để anh ấy bị cuốn vào việc này. Không có, tôi biết anh muốn hỏi gì. Nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng trên khế ước. Cảm ơn anh hôm nay đón tôi xuất viện. Cũng cảm ơn anh đã làm tất cả những điều này. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh hãy làm chính anh. Tôi hiểu rồi. Tối nay ở tập đoàn có việc tôi không về nữa. Tôi nam tinh. Hóa ra tôi đã nhầm. Xin lỗi. I know but I have no time. Sorry. I will back. Lục Tổng Phu Nhân đến rồi. Lục Cẩn Ngôn. Anh muốn sáp nhập trang sức Lục Thị và Evan sao? Anh không phải nhìn cậu ấy. Tôi hỏi anh, có phải anh có dự định này không? Sí. Đúng. Trước khi tôi đến đây đã điều tra rồi. Trang sức lục thị hiện đang nợ nần chồng chất, danh tiếng sụp đổ. Hơn nữa còn liên quan đến hàng trăm vụ kiện đòi bồi thường. Chắc anh cũng biết. Nếu như bây giờ sắp nhập, Evan sẽ cùng bị kéo xuống. Vậy nên, em muốn đến để khuyên anh đừng sắp nhập phải không? Anh nói cho em biết. Anh quyết sẽ không để cho trang sức lục thị bị phá sản đâu. Lục cần ngôn lý trí của anh đâu kinh doanh không phải là trò chơi trẻ con kinh doanh không cần em phải dạy tôi vì vậy anh sẽ dùng tâm huyết của hàng trăm người để cho anh làm uy danh xoay chuyển tình thế coi như tôi nhìn nhầm người lục tổng tôi đi tiễn phu nhân đi đi phu nhân mời đi bên này không cần Cậu không cần phải nói đỡ lời cho anh. Ấy. Lý do gì thì tôi cũng không muốn nghe. Tôi không nói đỡ cho Lục Tổng. Tôi chỉ là muốn biết, nếu phu nhân đã tìm hiểu rất kỹ về trang sức Lục Thị, vậy có chút ấn tượng nào về người sáng lập không? À ý tôi muốn nói, người sáng lập ra trang sức Lục Thị là bà đứng, cũng là mẹ của Lục Tổng. Chỉ tiếc là, bà ấy mất vì bị bệnh khi Lục Tổng mới có 5 tuổi. Phu nhân đi chậm thôi, Lục Tổng còn đang chờ tôi quay về báo cáo. Người sáng lập ra trang sức lục thị là bà Đường Vãn Thu, cũng là mẹ của Lục Tổng. Chỉ tiếc là, bà ấy mất vì bị, bị bệnh khi Lục Tổng mới có 5 tuổi. Kỳ lạ, mình việc gì phải để ý đến chuyện của anh ta chứ? Chị Linh, Tô Thành đã đến rồi. Ông ta có tiếp xúc với thẩm và ông ta cũng có liên hệ với những hảo môn khác ở Giang Thành. Mời bọn họ cùng đến tham gia tiệc mừng thọ của lão gia. Tô Thành đang lo lắng tôi sẽ sống mà quay trở về, đang kiếm thêm đồng bọn cho mình thôi. Cô ở đây thì chỗ ông nội có ổn không? Lão ra rất tốt. Sau 10 ngày nữa sẽ bắt đầu tiệc đại tiểu thư. Cô có kịp không? Yên tâm đi. Vở kịch hay như này không có tôi thì diễn kiểu gì. À đúng rồi chuyện của đường vãn thu cô có biết không? Người sáng lập ra trang sức lục thị. Nói. Đường Vãn Thu là người sáng lập ra trang sức Lục Thị, bà cũng là vợ đầu tiên của cựu chủ tịch Lục Thị Lục Hạo Thiên. Bởi vì Lục Hạo Thiên luôn ngoại tình, nên mối quan hệ vợ chồng của họ không được tốt. Chắc không sao đâu nhỉ. người đâu rồi. Sau khi đường vãn thu sinh con trai xong thì kiểm tra ra bị mắc bệnh nặng, nhưng sau cùng lại nhảy lầu tự tử, tử. Còn Lục Hạo Thiên đã tái hôn khi đường vãn thu mất. Nghe nói con trai bà ấy chính mất chứng kiến bà ấy tự tử, tử, mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Chưa đến 10 tuổi, đã bị Lục Hạo Thiên đưa ra nước ngoài để điều trị. Vì vậy, anh sẽ dùng tâm huyết của hàng trăm người để cho anh làm uy danh xoay chuyển tình thế coi như tôi nhìn nhầm người lục cận ngôn tỉnh lại đi anh bị điên rồi à không cẩn thận xin lỗi nhé không cẩn thận sao hôm nay em đến tìm tôi có việc gì vô dĩ có việc nhưng giờ thì không có có phải em có cách cứu trang sức lục thị sao nào anh không muốn sáp nhập nữa sao anh chỉ là không muốn thứ thuộc về mẹ anh bị biến mất được thôi vậy thì chúng ta hãy nói chuyện xem làm cách nào để cứu lục thị. nhưng nếu chỉ dựa vào lục thị sẽ không đủ tôi cần có một người hợp tác thật mạnh ai táp đoàn tô thị ý em nói là tô thị của đế đô sao không sai Hai hôm nữa Tô thị sẽ tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho lão gia, lúc đó sẽ có rất nhiều gia đình giàu có cũng đến. Lục tổng có muốn đi dự tiệc không? Sao <laughs> em biết? Đây cũng đâu phải là chuyện bí mật. À đúng rồi, đừng quên chuẩn bị quà mừng nhé. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Lục cần Ngôn, nếu lần này em thành công thì em sẽ dùng tình yêu cả đời này của em dành hết cho anh. Đã nhớ lại rồi sao Tô gia? Em chắc chắn là ở đây. Đây là khách sạn 7 sao của tập đoàn Tô Thị. Nơi này chỉ là tòa tiếp đón khách chuyên dùng để tiếp đón khách quý. Tiệc mừng thọ ở tòa chính. Tô Nam Tinh, Hạ Nhập An à? Cô ở trong đó ra rồi à? Đúng là phải chúc mừng Hạ Tiểu Thư rồi. Làm lại đời người. hỗ sược, nơi này là Tô ra đến đâu? thư hỗn láo như cô ở Giang Thành không biết trời cao đất dày đã đành, còn dám chạy đến đây làm càn. Lục Cẩn Ngôn Thư hỗn láo này nếu không dạy dỗ tốt, thì đừng có đưa ra ngoài làm mất mặt, vợ của tôi chưa đến lượt bà phải dạy dỗ được. Nếu lát nữa cô ta bị đuổi ra ngoài, thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Sao có thể là chúng tôi bị đuổi ra ngoài được chứ? Tôi và Cần Ngôn, danh chính ngôn thuận đại diện cho tập đoàn Lục Thị, đến chúc thọ lão gia. Ngược lại các người. Tôi nghe nói Tô Gia Đế Đô rất ghét những người có lai lịch không sạch sẽ. Lát nữa ai bị đuổi ra ngoài còn chưa chắc đâu. Tô Nam Tinh Cô ăn nói khách sáo một chút. Dì Vân của chúng tôi chính là khách quý mà Tô Gia tới tận nhà mời tới. Ai dám đuổi gì ấy ra ngoài, tiểu Tô Gia tới. Ai dám đuổi khách của tôi đi thế? Em trốn gì chứ? Có trốn đâu, Tiểu Tô gia. Anh đến rồi à, có chuyện gì thì cứ nói với người dưới nhé. Xin chào Tiểu Tô gia. Ai ia. Yeah. Mới có mấy ngày không gặp mà đã gầy đi rồi, lát nữa đến phòng 888 chờ tôi nhé. Tiểu Tô gia, người ta lần đầu tiên đến đây đã bị người khác ức hiếp, anh nói phải làm sao chứ? Ai dám bắt nạt em, tôi sẽ lập tức ném nó ra bên ngoài kia kìa, ở ngay bên đó. Anh phải làm chủ cho người ta đấy. Như cả vào tiểu tô ra làm chủ. Được lắm tôi phải xem xem. Thằng danh miệng còn hôi sữa này có bản lĩnh gì? Dì Vân có kịch hay xem rồi. Tiểu tô ra, không phải chúng ta phải đến thăm lão ra sao? Sao thế? Kỳ lạ quá. Không lẽ là tôi nhìn nhầm? Cô chăm sóc lão ra trước đi. Chờ lát nữa tiệc bắt đầu thì đưa ông ấy ra là Tôi được. còn có việc. Dì Vân, sao tiểu tô ra lại đi vậy? Không phải vội, nơi này không phải giang thành. Sẽ có nhiều cơ hội. Tô Nam Tinh, tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng nghìn hàng vạn lần. Có phải em có chuyện gì giấu anh? Có đâu, vừa rồi tại sao lại rời đi người vừa rồi là tiểu tô gia nếu ngộ nhỡ ông ta thật sự bắt chúng ta thì anh phải làm sao nếu đã không chào đón thì chúng ta sẽ đi chúng ta đến đây để gặp tô lão ra bàn hợp tác còn chưa gặp được người mà đã đi thì phải làm sao chỉ là hợp tác thôi không cần cưỡng cầu sao còn người của anh phu nhân tiên sinh xin hỏi có cần phải ủi đồ không à có vào đi Tôi muốn thay đồ rồi, anh ra ngoài chờ một lát nhé. Theo dặn dò của chị, đồ đã được cất giấu ở trong quà mừng rồi. Được. Cô hãy giúp tôi đến nghĩa trang địa linh nơi chôn cất cha mẹ tôi, giúp tôi lấy đồ. Nếu anh ấy không tin hãy đưa cho anh ấy chiếc vòng cổ này. Được. Phu nhân vậy tôi đi trước nhé, có nhu cầu gì thì gọi tôi. không phải là ủi đồ sao vòng cổ đâu à vòng cổ à tôi đưa cho em gái đó mang đi bảo dưỡng giúp tôi rồi nói dối lục cẩn ngôn anh tuổi chó à hơi chút là vồ lấy tôi em còn không nói sự thật sao nói rút cuộc em là ai vấn đề này giúp cuộc anh muốn hỏi bao nhiêu lần tôi là ai tôi là vợ của anh đấy không nói sự thật phải không? Được, anh muốn làm gì? Không phải là vợ chồng sao? Làm chút việc nên làm. Lục Cẩn Ngôn có phải anh nhập vai quá rồi phải không? Hai chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác. Bất luận tôi là ai, thì tôi cũng sẽ không phải là kẻ thù của anh. Lục Tổng tôi đã điều tra Tô Gia. Chiếc vòng cổ này rất có khả năng là đồ mang theo bên đại tiểu thư Tô Gia. Chỉ là, tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến Tô Linh, hình như đã bị người khác xóa đi. Sao nào hối hận rồi sao? Chữ Nam viết thế nào nhỉ? Không phải cô có tư chất thông minh bẩm sinh sao? Nhưng mà chỉ một tập đoàn Lục thị vẫn chưa đủ, tôi còn cần một người có năng lực mạnh hơn hai ngày nữa lục thị sẽ tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi cho lão gia tới lúc đó những người có danh tiếng đều sẽ đến lục tổng có muốn đi dự tiệc không vậy nên ngay từ bắt đầu em đã lừa tôi cô đã làm gì tôi đây là thuốc mê đặc chế cho anh đấy hạ nhược an cô đang chơi với lửa đấy Tôi với lửa thì cũng là do các người ép tôi. Tô Nam Tinh hôm nay tôi sẽ để cho cô nhìn cho rõ. Tôi và anh Cần Ngôn ở cùng với nhau như thế nào? Cũng sẽ để anh Cần Ngôn nhìn thấy. Cô bị thằng đàn ông trà đạp ra sao? Cô đúng là điên thật rồi. Tôi điên rồi đấy. Nhưng hôm nay các người có mọc cánh cũng khó thoát. Em thế nào rồi? Đưa em đi tới bệnh viện. Không được. Tiệc mừng thọ. Đừng quan tâm đến tiệc mừng thọ nữa, đi bệnh viện. Chờ chút. Em là Tô Linh, em muốn về nhà. Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi, em chính là không muốn làm liên lụy đến anh. Lục thị đã rất phức tạp rồi, chưa kể đến Tô thị rộng lớn như vậy. Anh hãy giúp em. các vị trước tiên cảm ơn các vị đã từ nơi xa xôi đến đây để mừng thọ cho bố tôi tôi cũng biết muốn tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác hơn nhưng cách đây nửa năm bố tôi đã bị mắc bệnh alzheimer tình hình thì mọi người cũng nhìn thấy rồi sợ là rất khó có thể quản lý tô thị được nữa tô huyền tôi muốn ăn kẹo à được cháu lấy cho ông nhưng mà nửa năm trước bố tôi đã lường trước tình huống này Lúc đó đã nhờ luật sư viết giấy ủy quyền. Ủy quyền cho tôi là Tô Thành. Đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn. Sai rồi sai rồi. Là Linh Linh không phải Tô Thành. Được 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 lão già Là Tô Linh. Tô Linh. Tô Linh, Tô linh. Tô linh là ai vậy? Là cháu gái của Tô Lão Gia, cựu CEO của Tô Thị. Nhưng nửa năm trước đã mất tích rồi, Mất tích rồi còn nói gì chứ? Linh Linh ở đây mà. Linh Linh bố, ở đây. Con nói thật với bố. Thật ra Linh Linh đã chết rồi. Mày mày nói láo. Mày mới chết rồi đấy. Bố bố hồ đồ rồi à? Linh Linh đã chết rồi, chết lâu rồi, con bé chưa chết, chết rồi. Ai nói tôi chết rồi vậy? tô nam tinh sao có thể chứ ông nội cháu về rồi đây cháu về rồi à về là tốt rồi về là tốt rồi ha ha sao cháu có thể vẫn còn sống chứ chú nhỏ tại sao cháu không thể còn sống vị tiểu thư này những người đang ngồi ở đây đều biết nửa năm trước ở trong tai nạn xe linh linh đã bị chết rồi. Không biết cô dùng thủ đoạn gì mà có thể phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt với cháu gái của tôi, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn không phải Tô Linh. Không, con bé chính là Linh Linh, tôi có thể chứng minh chiếc vòng cổ trên cổ con bé là độc nhất vô nhị. Lão gia à, ông đừng để bị lừa. Tôi cần ngôn quản lý vợ cậu cho cẩn thận. Lúc đầu cậu nói thế nào? Không phải hai người quen nhau ở nước Pháp sao? Sao bây giờ cô ta lại không biết liên đến mạo nhận mình là đại tiểu thư tô ra? Cậu không quản đi. Cô ấy chính là cô ấy. Tô Linh tôi giúp cuộc là ai? Không cần thiết phải chứng minh cho bất cứ ai. Ông nội, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông. Cháu đã chuẩn bị cho ông một chút quà mừng thọ. Cháu chuẩn bị chỗ không nhiều, chính là ba thứ này. Món quà thứ nhất, một chiếc bình trà bằng ngọc. Tốt lắm. Chỉ là cái bình trà nát thôi mà. Vô Chi, đây là đồ nổi tiếng trong cung đình cổ đại. Đại tiểu thư của chúng tôi tìm 3 năm, đầu năm nay mới mua được ở trong buổi bán đấu giá tại nước Anh. Đây cũng chính là vật chứng chứng minh thân phận đại tiểu thư của chúng tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Ông rất thích, ông rất thích, ha ha. Còn món thứ hai, cháu đại diện cho chú tặng cho ông nội. Đại diện cho tôi, tôi cần cháu đại diện sao? Đây chính là thứ mà chú tìm 20 năm. Chú không muốn xem sao, sao lại ở chỗ của cháu, cháu lấy nó từ đâu ra, cách xa cô ấy một chút, chú kích động như vậy. Xem ra tôi đã tặng đúng rồi. Vậy thì hãy để cho mọi người cũng xem đi, không được mở ra. Các vị đây chính là sổ ghi chép mà một nhân viên lâu năm của Tô Thị đã để lại. ở trong này có ghi chép tất cả chứng cứ phạm tội của Tô Thành 20 năm trước. Nhận hối lộ, đưa hối lộ, trốn thuế và làm giả báo cáo tài chính. Tôi nói đủ rồi đó, còn có giết người. Tôi không giết người. Nghĩa là ngoài việc giết người, tất cả các tôi khác ông đều thừa nhận rồi. Tôi, chứng cứ giết người tôi có. Những thứ này tại sao lại? Tô Thành ông quá tham lam. Ông vì muốn thủ tiêu chứng cứ của 20 năm trước, liền giết chết tất cả đương sự năm đó. Nhưng ông có tính kỹ càng đến mức nào? Thì cũng không thể tính đến việc bọn họ trong số bọn họ vẫn còn có hậu thế, đem tất cả hình ảnh và chứng cứ giữ gìn đến giờ. Những thứ này đều là giả. Đây chính là thủ đoạn mày vu khống tao những người này giao chứng cứ cho bố mẹ tôi ông vì muốn thủ tiêu chứng cứ tự tay tạo ra tại nạn xe hại chết bố mẹ tôi ông có nhận hay không cô đây là ép cung nếu hôm nay tôi đã dám đến đây thì chính là tôi đã nắm bắt đầy đủ chứng cứ có rất nhiều người trong quán cơm này đều làm việc ở những vị trí khác nhau trong tay của bọn họ có rất nhiều chứng cứ phạm tôi của ông tô linh cô vì báo thủ mà đã ủ mưu 20 năm, có phải không? Lên kế hoạch 20 năm là Tô Thành Hữu tôi, bố. Bố dám lừa tôi. Những năm nay, ta luôn không hy vọng Linh Linh vì báo thù mà bị che đi đôi mắt. Ta chỉ hy vọng Linh Linh được vui vẻ, hạnh phúc. Ông nội, cháu biết ông không bị bệnh, cháu biết ông chắc chắn không mắc bệnh ha 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 ha. Đứa nhỏ thông minh này, vậy ông nội vẫn không phải là lão hồ ly rồi. Những năm nay, đúng là ác giả ác báo. Tô gia, nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ xấu là... tô huyền tống cổ nó ra ngoài giao cho cục cảnh sát còn nữa tất cả chứng cứ cùng giao hết cho cục cảnh sát dạ vâng lão gia bố tô tiểu thư tôi còn có việc tôi xin phép đi trước ơ kìa bà là khách quý còn chưa ăn cơm sao về được tôi còn chưa tiếp đón bà cẩn thận được bà nói hạ nhược an làm những gì trong lòng bà không rõ sao đưa đi được rồi các vị hôm nay cháu gái tôi đã bình an quay trở về tập đoàn tô thị của tôi cũng đã thanh lý ra môn triệt để đúng là xong hỉ lâm môn tôi nhân cơ hội này để thông báo một việc toàn bộ quyền lực của tập đoàn Tô Thị sẽ được giao hết lại cho Tô Linh của tôi. Cháu gái của tôi Linh Linh. Đây cũng chính là cháu đã cố gắng giành lấy. Các vị, Tô gia chúng tôi luôn đối xử chân thành với mọi người. Hy vọng sau này các vị cũng sẽ đối xử chân thành với tôi. Tô Linh tôi sẽ không phụ lòng đâu. Được. Tiểu tử này cũng được đấy. Cháu rể, khá lắm. Ông nội, thật ra chúng cháu không, chúng cháu chỉ là không quan hệ phải vợ chồng thật, giả thì cũng có thể thành thật được mà. Tôi hỏi cậu, cháu gái tôi tốt chứ? Cô ấy rất tốt, nhưng chỉ cần cậu thích là được rồi. Ta phải đi chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho hai đứa, được chưa? Hoan nghênh. Hôm nay anh giúp tôi rất nhiều, tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi dự định thành lập một hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. Dưới danh nghĩa của mẹ của anh Đường Vãn Thu, Tô Thị và Lục Thị mỗi bên chi một nửa, anh cảm thấy thế nào? Sao gần đây anh lại nói ít đi vậy? Không phải anh luôn muốn để cho tôi thích anh sao? Bây giờ chúng ta có sự thật là vợ chồng. Cũng đã thoát khỏi nguy cơ gia tộc. nhưng cũng mệt rồi tôi về khách sạn trước em nghỉ ngơi sớm đi tô nam tinh có lẽ giữa tôi và em sẽ chấm dứt tại đây đại tiểu thư đã hỏi rồi tôi hôm qua lục tiên sinh đã được đón đi đón đi rồi sao không lẽ là hách hữu thiên đại tiểu thư chị đi đâu giang thành Lục Cẩn Ngôn, báo cáo xác nhận quan hệ huyết thống cha con ở trong tay anh, nếu như anh không tin tưởng, có thể tùy ý cho người đi điều tra. Cậu có yêu cầu gì? Chúng ta là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Vậy thì trên phương diện pháp luật, tôi cũng có quyền được thừa kế tài sản, thế này đi, giảm giá làm tròn tôi cần 50%. 50%, Tống Uyên. Khẩu vị của cậu cũng lớn quá nhỉ. Em còn nghĩ anh không từ mà biệt là có chuyện gì quan trọng, hóa ra chính là đứa con ngoài giá thú của bố anh đến cửa đòi nợ à? Con ngoài giá thú cũng có quyền đấy. Tống Uyên, mẹ cậu là ai? Thẩm Vân sao? Ừ, trùng hợp vậy đấy, mẹ tôi chính là Thẩm Vân, Tô Nam Tinh. Cô không cần phải chọc giận tôi. Lục Cẩn Ngôn tôi nhớ sinh nhật của anh và tôi chỉ cách nhau hai ngày phải không nghe nói ngày mẹ anh chết anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho lục hạo thiên anh đoán xem ông ấy đang làm gì ông ta căn bản không yêu mẹ anh ông ta không yêu bất cứ ai khi thẩm vân có thai tôi ngay cả tôi mà ông ấy cũng muốn phá đi Mẹ anh giống như thẩm vân. Yêu sai người. Lục Hạo Thiên chỉ là một tên khốn. Lục Cẩn Ngôn, Lục Cẩn Ngôn, Lục Tổng, mau gọi xe cứu thương. cậu đừng có xoay quanh nữa, sốt ruột cũng không có tác dụng gì cả, kiên nhẫn chờ đợi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi là tôi, tôi là vợ anh ấy. Chồng tôi thế nào rồi? Bây giờ có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi. Nhưng cô qua đây một tôi có chuyện muốn nói với cô. Là thế này. Phán đoán sơ bộ, chắc là anh ấy đã mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Tốc độ suy kiệt tim của anh ấy nhanh gấp 10 lần so với người bình thường. Nếu còn tiếp tục như vậy thì tốt nhất cô phải chuẩn bị tâm lý trước, lần này là may mắn kịp thời cấp cứu, lần sau khó nói lắm. Nhìn thế này thì cũng thuận mắt lắm. Lục Cẩn Ngôn anh đúng là một người kỳ lạ. Em nghe Hách Hữu Thiên nói anh rất sợ giao tiếp xã hội. Chỉ có thể ở trong nước mới có cảm giác an toàn. Nhưng vì để giành lại đồ của mẹ anh, anh bắt buộc phải làm tổng tài. Những năm này chắc anh sống vất vả lắm. Luôn là một mình. Sao anh không nghĩ? Tìm một người đi cùng với anh. sao lại là cô? Trợ lý hách đâu? Sao thế? Không muốn nhìn thấy em à? Được, vậy thì em đi. Lục cận ngôn. Trước đây anh luôn thích em. Luôn muốn thể hiện. Bây giờ em bắt đầu bày tỏ tình yêu của em dành cho anh. Sao anh lại trốn tránh? Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Em biết. Em biết không cần biết anh có thể sống trong bao lâu. Nếu tôi nam tinh em thích anh, hơn nữa anh còn là chồng của em. Vậy thì đương nhiên em phải luôn ở bên cạnh anh rồi. Sau những lời đầy thương cảm như vậy, được nói ra từ miệng của em, thì không còn thương cảm nhiều nữa. Bố mẹ của em đã mất khi em mới 5 tuổi. Hơn nữa ông nội cũng lớn tuổi vậy nên đối với em mà nói cuộc đời chính là những lời từ biệt vậy nên không cần biết anh còn sống được bao lâu em đều không để tâm đến những chuyện đó cái em để tâm chính là em có thể ở bên anh mỗi ngày mỗi giây lục cẩn ngôn em thích anh ơ ờ anh sao vậy anh đừng khóc mà em còn chưa từng thấy đàn ông khóc đâu anh thật sự có thể có một ngôi nhà sao nói chuyện đi địa chỉ cậu đặt cũng được đấy lục cần ngôn rất đúng giờ. Nói đi, bàn thế nào? Những điều kiện mà cậu muốn tôi đều có thể đồng ý. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết Lục Hạo Thiên chết như thế nào. Anh muốn nghe sự thật hay là lời nói dối? Không phải anh vẫn muốn nhận người cha như ông ấy đó chứ? Cậu chỉ cần trả lời tôi. Được, tôi nói cho anh biết. Mỗi ngày, Thẩm Vân đều hạ độc vào trong cơm của ông ta. Ông ta bị trúng độc mà chết. Có thật không? tôi lừa anh làm gì thẩm vân rất hận ông ta hận ông ấy trong lòng chỉ có một người con trai là anh thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào để đưa anh ra nước ngoài thậm chí dự định giao tập đoàn lục thị cho anh vậy nên cậu cứ vậy mà phản bội thẩm vân sao ha ha phản bội không tôi và bà ta chưa từng là một phe tôi chỉ vì bản thân thôi Lời nói này của cậu có ý gì? Lục Cẩn Ngôn anh có biết tôi ngưỡng mộ anh thế nào không? Biết bố mẹ mình là ai? Ngưỡng mộ anh có gia nghiệp lớn như vậy. Mà tôi tận 16 tuổi mới được Thẩm Vân tìm thấy. Năm đó bà ấy có thai. Lục Hạo Thiên không dự tính sẽ để lại. Vậy nên bà ấy liền trốn ra ngoài, đẻ ra rồi đưa cho người khác nuôi dưỡng. Sau đó chờ đến tận khi bà ấy có năng lực mới đi tìm lại. Tiếp sau đó, bà ta đưa tôi đến bên cạnh Lục Hạo Thiên làm trợ lý. Anh có biết không? Mỗi ngày tôi đối diện với bố mẹ ruột của mình mà không dám nói ra lời. Anh có biết tôi ngưỡng mộ anh đến nhường nào không Lục Cần Ngôn? Còn anh? Anh đáng phải chết. Tô Nam Tinh lại là cô, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của tôi tôi sẽ lấy mạng các người lục cẩn ngôn anh đừng bị hắn ta lừa gạt hắn ta căn bản không phải là con trai của lục hạo thiên là thẩm vân lừa hắn ta em vẫn chưa ngủ à sao em lại phải ngủ chứ sao em biết hắn ta không phải là con trai của thẩm vân trên đường em đến đây ông nội đã nói cho em biết cẩn thận Bệnh nhân, bệnh nhân, cô có nghe thấy không? Có nghe thấy tôi nói không hay rồi, mất nhịp tim rồi. Lục cẩn ngôn, lục cẩn ngôn. Linh Linh, đại tiểu thư, đại tiểu thư, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Linh Linh, cháu cảm thấy thế nào? phu nhân cô có khỏe không lục cẩn ngôn đâu tôi hỏi cậu anh ấy đâu đi rồi đi rồi đúng ra nước ngoài rồi đúng thế đúng thế lục tổng nói anh ấy muốn ra nước ngoài để nghỉ ngơi phía lục thị nhờ phu nhân xử lý tôi biết rồi các người ra ngoài đi tôi muốn ngủ thêm một chút Linh Linh. Đại tiểu thư có vẻ dễ lừa hơn chúng ta tưởng. Bất thường chắc chắn có chuyện, thế này không giống với con bé, ta hiểu con bé. Tô lão tiên sinh, cảm ơn ông đã giúp tôi xử lý hậu sự của Lục tổng, tôi thật sự rất khó chịu. Lục tổng, anh ấy ra đi quá đột ngột. Mau đứng lên đi. Là tôi phải cảm kích Tiểu Lục. Là cậu ấy dùng thân thể của mình che chắn cho Linh Linh, Linh Linh mới có cơ hội được cứu. Cậu ấy đã cứu Linh Linh nhiều lần như vậy, là một đứa trẻ tốt. chuyện của lục cẩn ngôn vẫn chưa xong cẩn ngôn những việc anh chưa làm xong em đều đã làm giúp anh rồi thẩm vân tống uyên và còn có hạ nhược an bọn chúng cả đời này không bao giờ nghĩ đến chuyện trốn khỏi nhà tù nữa thẩm vân còn nói anh là đồ đoàn mệnh nói anh sống không thọ sao có thể chứ em không tin đâu em cảm thấy anh nhất định vẫn đang sống rất tốt anh nhất định chờ em đi tìm anh có phải không Uổng công em thiết kế nhẫn kết hôn vì anh Anh là đồ khốn Thả thính xong thì chạy Anh khốn nạn giống y như bố của anh Chúng ta mới ở bên nhau chưa đến 3 ngày Mới có 3 ngày Anh không thể ở bên em thêm thời gian nữa sao không lẽ muốn em dùng cả đời này để quên đi ba ngày đó sao? Đồ phục vụ viên đáng chết. Bà ấy nói rùa rất trường thọ có thể chứng kiến tình yêu của chúng ta đều là gạt người mà. Mình phải mang con rùa đó đi hầm canh. Hả? Rùa đâu? lục cẩn ngôn lục cẩn ngôn anh có muốn cùng em tạo nên một ngôi nhà không Xong. muốn